Được, những cái áo như thế chị đi tìm ở trong Việt Nam không có. Thành ra cái này là hàng chính hãng, Việt Nam mình không có. Áo gì đâu. Nó chỉ có đơn sắc thôi. Xin chào các chị, đây với số livestream áo lỉ nha. Hello mọi người, nhanh chưa? Xin chào 31 chị đang xem live nhé. Hôm trước cái màn hình cắp cắt ấy, có cái live ấy, nó đang cười chị đang cười chú ấy. Có cả hoodie mũ luôn, có cả sweater đấy chị ơi. Hoodie có à? Có. Có ít. Giá sẽ từ 100.000 cho đến 150.000 chị nhá. 100.000 cho đến 150.000. Bao giờ có quần hung băng nữa chị? Mới xin thêm được 200 con thôi. Mấy hôm nữa có em gọi nhá. Hello mọi người, xin chào các chị. Nhanh nhanh vào săn áo lỉ thôi. Hôm nay có cả nam cả nữ và hôm nay hàng hãng khá là nhiều nhá. Hãng xịn ạ. Cái áo khoác này cũng rất là đẹp này mọi người ơi. Chỉ đơn giản này thôi đã đẹp lắm rồi này. Thế nào? Cái gì không sót cái áo lông vũ nữa, siêu nhẹ nào. Anh Nguyễn Văn Hồng ơi, áo lông vũ để vào hôm khác rồi, nếu qua nhà em bán đâu hết đấy mất rồi ạ. Anh cứ để ý vài hôm nữa lại có đấy. Quần này mọi người phải rất nhanh thôi, quần giá gần như là sau nhà giá trợ giá rất là sâu rồi, 135.000 còn. Chị, cái áo em đang mặc. Cái áo em đang mặc của AZ đấy, em đang đẹp, em thấy đẹp quá, hàng xịn đấy. Mà em ở đi Việt Nam mình em đi rất nhiều mà em tìm không được. Em tìm không được những cái áo đông đơn giản đẹp này đâu. Bởi vì sao? Adidas nó không là áo lỉ lữ đâu mọi người ạ. Lỉ lữ ít lắm. Chủ yếu là lỉ nam ấy, mà mình mặc cái size lỉ nam trông nó xấu lắm. Đây là áo lỉ lữ này. Em đi tìm rất nhiều luôn. Nhưng mà không tìm được. Còn... Ok nhá mọi người ơi, sẵn sàng chưa? Để em like luôn nhá. Cái này là hàng xịn đấy, hàng đỉnh của nó đấy. Hàng chính hãng của nó đấy. Hôm nay có rất nhiều tông màu đẹp. Chị ơi, số like áo nỉ không có phao không chị ơi? Có những con áo nỉ đẹp chưa này. Xinh nhỉ? Áo nỉ thôi, hôm nay kiểu nỉ thôi. Phao ra phao mà nỉ ra nỉ nha nhà em. Cái gì ra cái đấy. Nhà em không làm lẫn đâu. Rồi, những con áo nỉ này đẹp lắm. Ok mọi người ơi, sẵn sàng chưa để em ôi. Màn hình nó đứng. Sẵn sàng chưa? Được rồi đi thôi. Ok mọi người ơi, em sẽ like luôn nhá. Màn hình này. Con áo của em đang mặc là size L cho mọi người nhá. 55-60 cân mặc đẹp cho em này. Hàng của Adidas đấy, rất đẹp luôn. Nữ thôi, 55-60 cân nhá, dưới 60 cân này. Em lấy một người 150. Châu cầm. Hả? Chị gái trắng. Vâng, 150 nhá, má là 668 này. 150, má là 668 cho em này. Em này đẹp quá. Access Studio nhá mọi nhá. Em này phi size S, M, L đều ok. S, M, L đều xinh nhá mọi nhá. 150, má là 575 này. 150, mã số là 575 cho em này. 150, mã là 575 này. Em này 668 chốt chị Loan Huỳnh. Rồi, 60-63 cân của nam nhé. Dưới 63 cân của nam cho em này. Kéo khóa chứ mọi nhá. Em này 150, mã là 322. 150, mã là 322 cho em này. Rồi, các chị size M cho em nhá. 575 chị học phố hồ. Rất nhung bên trong ạ. Size
50 trở 57 cân. Em này em lấy mọi người mới giá 150, mã là 605. 150 mã 605 này. Em này à, mác đánh size M cho em nhé, tay của nó khối sơ mi bên trong Quỳnh này. Phương Vũ. Đây là lỉ da cá các bạn nhá. Lỉ. Em này các chị size size M cho em nhá. Em này em lấy mọi người 150 này, mã là 606 này. 150 mã là 606. 605 chốt chị Lê Hải Đăng. Lót lông này mọi người ơi, dáng trùm mông nhá. SM cho em ạ. SM tay khối len nhá. 150 rồi, mã số là 573 này. Em này là có đôi cánh thiên thần 606 chốt chị mẹ Beo. Đẹp quá. Em này 50 trên 55 cân, dưới 55 cân nhá. 150, mã là 611. Chất lỉ to giãn nhá. 150, mã là 611. 573 cho chị Mơ Phạm. Em tiếp theo nhá, em này là áo lỉ của polo. Em này của kit à? Không, của 40 cho đến 40-48 cân người lớn đấy. Dưới 48 cân nhá, áo polo này em lấy mọi người 150 ạ. Mã số 600 này. 150, mã số 600 cho em nhé mọi người nhá. Đây, em này đẹp quá này. Em này lót nhung ở bên trong nhá. SM xinh ạ, S và M xinh, 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá của nó là 150, mã số là 584. 150, mã là 584. Lót nhung bên trong nhá mọi nha. Đây, em này đẹp luôn này. 600 cho chị Giang Nguyễn. Em này ạ, size L của nữ nhá, hình con gấu này, xinh quá này. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. Em này 150, mã là 701. 150, mã là 701 cho em này. 584 chị Mơ Phạ. Em lỉ của Zara này mỏng mỏng nhá. Zara. À, em này các chị size có cân nặng size tầm 60-65 cân của Zara nhé. Em này 120 này, mã 538. 704 chị Nguyễn Hảo. Em này là một em Adidas của Nam và size L của Nam nhé. Chồng các chị size L của Nam, chồng các chị 63-67 cân, dưới 67 cân nhá, đẹp quá này. 150 Adidas ấy, mã 845. 538 chị Hồng Nguyễn. Mã là 845 cho em này. Rồi. Em Trần Bông này các chị có cân nặng size tầm từ 55 đến 60 cân nhé. Em này 120 này, mã là 812 này. 120.000 mã là 812 cho em nhé các bạn nhá. Tiếp tục ạ. Em này là em tay phối nhá. Tay của nó là tay phối nhung, nỉ lót bơ lông này, theo trước này. 50 55 cân nhá. Em này 150, mã số 500. 150, mã số 500. 90 cân chắc không có đâu chị ơi. Ủa, em này à, tám mươi hai size S xinh quá này, chuẩn S thôi mọi người ơi, nỉ da cá nhá, nỉ da cá rất đẹp đấy. S ạ, 50 cân quay đầu à. Dưới 50 cân nhá, em này 150 này, mã là 868 này, 150 mã là 868 cho em nhé mọi người nhé, hình xinh chưa này, em này là lỉ da cá xịn đấy, ML cho em nhé, ML 50-60 cân, dưới 60 cân này, em này 150 rồi, mã số là 599, 150 mã là 599. Bối lại phao trẻ con chị ơi. Size S cho em nhé, xinh quá. Lót nhung. 50 cân quay đầu, dưới 50 cân nhé. 150, mã là 637 cho em nhé. 150, mã là 637 cho em này. Con này cũng lót nhung tiếp này. Mắc này size S nhé. Con này thì ấm quá gì nữa nhỉ. Mắc này size S cho em nhé. 50 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 50 cân nhé. Em này 150 ạ, mã số là 672. Chất đẹp đấy. 150, mã số là 672 cho em nhé mọi người nhé. 500 chốt chị Nga Đinh. Vai đơn đôn này mọi người ơi. Em này Nga không gầy đâu nhưng mà em vẫn bán người nhé. Cái này của Nam cho em này. Em này chồng các chị có cân nặng tầm từ 60 đến 60, 63 cân của Nam, dưới 63 cân rồi. Em này 150 nhá. Mã số em này là 541. Đây là áo số 541 cho chị ạ. Mã số là 541 cho em nhé mọi người nhé. Đen. Đen này oversize nhá của nữ. Chị nào mà có cân nặng dưới 65 cân mặc con này rất đẹp luôn. 65 cân quay đầu nhá. 150 ạ, mã là 826. 150, mã là 826 cho em. 599 chị Minh Phan. Nó lỉ nhá mọi nhá. ML 541 chị Thu Hương. ML cho em nhá. ML 516 với Phan. 150, mã là 855. Chị ạ. 150, mã là 855 ạ chị. Chị nào khách mới cho em xin thông tin với ạ. Con này chị S là mặc đẹp nhất rồi, mắt đánh size L nhưng mà chị S là mặc đẹp nhất. 45 đến maximum 52 cân là đẹp nhất rồi. 150, mã là 836 này. Nỉ mọi người mặc rộng ra một chút thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, em này size M. 850 chị Bảo Vân. Ồ, em này 50 ML nhé, 50 60 cân. Chị ơi à? Dưới 60 cân nhé, 150, mã là 660 này. Em này là một em áo nỉ mà có phối sơ mi luôn này, em lấy 120 nhé. Đó, em này ạ, các chị size 36 chốt chị Phạm Văn Đoàn.
toàn. ML tiếp này, ML là 120 rồi, mã là 840 nhá. 120 mã là 840 nha. Sao sao không chị thơ thơ. Vâng chị ơi, áo chị cho mặc bán rồi. Thì em tìm được cái nào tương tự, hôm nay có nhiều hãng lắm nhưng chỗ em chưa thấy đâu. SM dưới 55 cân nhá, 150, mã là 663 này. Thơ thơ hay mới xong nên số điện thoại về chị ạ. Tôi cứ sợ nó là line đấy tìm lâu. Em này mắc đánh size M nhá, trong lớp nhung hết này. Nhung mềm lắm. 50 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. 150 ạ, mã số là 539. 663 chị Hồng Phố Hồng. Thường những cái con hãng ấy nó cần một màu ấy. Em này ạ, mỏng nhẹ vừa phải nhá, size L cho em này. Em này ạ, 55 đến 60 cân, nữ đẹp hơn. Em này em lấy 120 nhá, mã là 843. Adidas này xịn nhá mọi người nhá. À xịn đấy. 539 chị Lê Hải Đăng. Ờ 63 67 cân của Nam nhá, size M này. Dưới 67 cân nhá. Em này 150, mã số em này là 873 này. 150 Adidas ấy, mã 873 cho em nhá mọi người nhá. Tiếp tục này, Disney nhá, Mickey. 843 chị Lê Hải Đăng. Em này là SM 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá, 150 rồi, mã là 665 này. Em này là chocolate. 873 cho chị Hồng Vượng. Size này ạ, size M của nữ nhá, 55 cân quay đầu, 150, mã là 839 này. 150, mã là 839 cho em này. Đen trơn cho chị nào thích nhá, con này dáng rộng này, chất lỉ rất chắc thú sướng luôn. 665 cho chị Hương. 55 đến 65 cân, dưới 65 cân nhá, đen trơn ạ. 150 nhá, mã là 742. 150 mã là 742 cho em nhé mọi nhé. Tiếp tục ạ. Em này là một em của Nike nhé mọi nhé. Nike mã đánh size L. Rồi 60 đến 64 cân của Nam nhé. Em này 64 cân của Nam quay đầu. 150 mã là 743. Chị in ủn inbox cho đi ạ. Chị áo khách mới cho em xin thông tin đó. Em này là một em 742 chị Hương Cún. Uniqlo của nữ à. Rồi, 55 đến 60 cân của nữ nhá. Yuli này 120 thôi, mã là 526 này. chị xí mua. Tiếp theo này, em này ạ, 48 đến 55 cân nhá, lót nhung bên trong ạ. Em này mức giá của nó là 150, mã là 786 này. 150, mã là 786 cho em nhá mọi nhá. Đây, một em này họa tiết fila thôi chứ không phải là áo của fila đâu nhá. Em này ạ, rồi 64 đến 68 cân của nam, dưới 68 cân nhá. Em này họa tiết thôi trong lót lỉ này. Em này giá của nó là 120 nhá mọi người nhá. Mã số em này là 682 này. Lệ Thu Thanh mới có ra số hoàng địa chỉ ạ. Áo nữ nhá, con này mới còn mặc luôn, mắt đánh size S. Mắt đánh size S thôi nhá. Em này em một người SM ok. Chị cần đâu chị ơi. Chị ơi, chị inbox cứ shop đi, shop không inbox được cho mình đâu chị ơi. SM nhá, 150, mã là 658. 682 cho chị Mơ Phạm. Tiếp theo một em này là XL. XL cho em nhé, 60 65 cân của nữ này. 60 65 cân nhé, 150, mã là 649 này. 658 chốt chị Nguyễn Linh. Ủa, chỗ này toàn con đẹp này, Playboy của Nam đây. Chồng các chị có cân nặng 70 75 cân nhé, trong lót lỉnh nhung này. 70 75 cân nhá. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 150, mã số là 749 của Nam này. Playboy. Em này một em mác đánh size S nhá, Lycos Squid size S. 50 đến 5 50 55 cân mọi người, nam nữ đều ok. 50 55 cân nhá. 150, mã là 302 này. Đây cái con màu. Nhà xu anh mới xong nên số thoại địa chỉ. Con màu xám ấy toàn hàng xịn thôi. Size S. Ủa xinh thế. Em này ạ, 50. 50 55 cân là đẹp nhất, nam nữ đều ok, con này xinh lắm. 50 55 cân nhá. Em này 150 ạ. Mã số em này là 3426 ạ. 150 mã 426 thêm này. MLB mọi người ơi. Đây những con màu xám với màu đen ra toàn hiệu size S ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp dưới 50 cân nhá. MLB này 150 ạ. Mã 842 này. Tiếp theo nhá. Lỉ ra cá đẹp chưa? Mã bánh size M nhá. Mình lên, tôi cứ shop đi à, shop không anh phúc 55 cân dưới 55 cân nhá. Em này 150, mã là 617 này. 426 chị Bách Linh. Size L của Nam nhá mọi nhá. Rồi em này chồng các chị có cân nặng size tầm từ 65 đến 68 cân. Dưới 68 cân nhá. Em này em lấy 150 ạ, mã là 667 của Nam này. 150, mã là 667 cho em này.
Tiếp tục ạ, lì lát lông của mình. 42 chị Phong Lan. 48 đến 55 cân nhá. Em này 120, mã là 874. Cái này một loạt sáng luôn. MLB này mọi người ơi. MLB nhá. 617 cho chị Hòa Khánh. MLB này các chị say ạ. À. SM mặc đẹp cho em ạ. 150, mã là 754 nhá. MLB này. Em này đẹp quá này. Trang sư sóc số điện thoại để em này ạ. 55 đến 65 cân của nữ nhá. Dưới 65 cân này. Em này 150 nhá. Mã là 525 này. 667 chị Bi nhím. Cân nhá. Cân đấy nhỉ? Ở dưới. Có mình chỉ đến đây thôi. Mấy cái con sáng sáng mọi người chốt đi. Em này là em Adidas. Adidas sóc xin thêm số điện thoại địa chỉ ạ. Adidas chồng các chị có cân nặng size tầm từ 72, 75, 76 cân, dưới 76 cân nhá. Adidas em lấy mọi người 150. 874 chị Lệ. 829 này. Adidas xin hết 150, mã 829. Chị Lệ thu cho xong nên số điện thoại địa chỉ đi ạ. Tommy của Nam này. Tommy Xiaomi của Nam. Chồng các chị có cân nặng tầm 65 đến 70 cân, dưới 70 cân của Tommy nhá. Dưới 70 cân này, 150, mã là 833. Mà em lỉ Nam cho em, cái này mỏng thôi nhá mọi người, em lấy 120 mỏng nhẹ. Nhẹ tay thu mặc đẹp đấy ạ. Rồi 63, 67 cân. Dưới 67 cân nhá. Hương Lê. Mỏng ạ, 100.000, mã là 871 này. Tiếp tục nhé mọi nhá. Em này là em mới còn mạc của Vedamot này. Mới còn mạc nhé mọi nhá. Mạc đánh size M cho em. Rồi, lấy 120 thôi, mỏng mỏng nhẹ thôi, không dày ạ. 48 đến 55 cân ạ, 120, mã là 619. 833 chị Thúy Muội. Em này ạ, 50 đến 55 cân của nữ nhá. Em này lấy mọi người mức giá của nó là 120, mã là 518 này. Có 829 này. Em của H, em của Nam nhé mọi người nhé. Hai chị chị Phạm Văn Đoàn. Ở Nam, HM của Nam mọi người nhé. Chất đẹp đấy. Chồng các chị có cân nặng tầm từ 65 đến 70 cân của Nam nhé. Với dưới 70 cân nặng 150, mã số là 822. 871. 871 chị Trang Su. 150 mã 822 cho em ạ. Chị Trang Su xong nhân địa chỉ đi ạ. Con Nhung cho em nhé. Rồi 48 đến 55 cân, chị Loan 55 Huy. Cân nhé. 150, mã số là 647. Ôi sửa mã 647. 518 chị Hồng Phố Phổng. Em này là Burberry size L nhé. Size L là Việt Nam và nữ. Rồi 60-65 cân của Nam Burberry nhé. Dưới 65 cân này. Em này ạ, 150 nhá. Mã là 850 rồi. 822 chị Linh Mimi. 150 và 850 em ạ. Em này size S của nữ nhé mọi nhá. Đẹp quá, lì da cá của nó đẹp lắm. Cái chất lì của nó này. 617 chị Lan Anh Lê. Size S mọi người nhá. 50 cân, 40-48 cân rồi. 150, mã là 545. 545 sửa mã chị. 850 chốt chị Vạn Lý. Tiếp tục nhá mọi người ơi. Em này là một em hàng nội địa của nó này, đẹp chưa? Giống kiểu ADLV của Việt Nam mình ý. Rất đẹp luôn ạ. Chồng với chị có cân nặng 80 cân quay đầu nhá. 545 cho chị Hoa. 75 đến 80 cân này. 80 cân quay đầu nhá, đẹp lắm. 150 này, mã là 875. 150, mã là 875 cho em ạ. Cái này là Puma size L. Puma nhá mọi người nhá. 55 đến 60 cân của nữ. Nữ nhá, dưới 60 cân này. 150, mã là 820 này. 875 cho chị ông Nguyễn. Puma này. Đây em này đẹp quá này. Cái này nó nhung hết bên trong nhá, dáng váy này. Unisex nhá. Bao nhiêu cân cũng vừa dáng váy. 150 nhá. Đó, rồi. Unisex, unisex, FML đều là đẹp nhá, dáng mắt lỉ ạ. 150, mã là 696 này. 696 cho em nhé mọi nhé. Giá từ 100 cho đến 150 nhé. Các chị ơi em like tiếp của mọi người nha. 696 chị Thùy Phạm. Nhiều mình đẹp quá. Con này của em này. Điện thoại của em á. Chị cứ lấy đi. Mà sợ em đứng lệch ấy. Rồi bỏ đứng lấy này. Em này tiếp nha các chị ơi. Hôm nay có cả nỉ nam và nỉ nữ rất đẹp luôn. Đây. Em này của em này các chị ơi. Em này có chị nào mặc con này size của em này size M đi. Dưới 55 cân đi chị ơi. Bên trong là lót một cái lớp bông này. M đây ạ. 55 cân đổ về các chị lấy con này nhá. 150 ạ. Để lại con này cho em mã số là 835. 835 này 150 nhá. Em làm tiếp nhé chị ơi. Ở đây rất là nhiều nỉ dày luôn này. Ui có phối màu đẹp chưa này. Các chị này. Con này size M cho em dưới 55 cân mọi người nhá. Màu đẹp rất là đẹp con này luôn cho chị nhìn.
Đây, hầu như là bên trong nó sẽ có lót nỉ nhung hay là lót trần bông ở bên trong rất nhiều luôn. Rồi size M các chị ơi, lấy con này giúp em này. 55 cân đổ về của nữ các chị nha. Em này báo mọi người với giá 150 để lại con này cho em mã số 630. À 35 chị Phương Hòa. 630 150 cho em nha. Con này rất đẹp luôn. Ôi đẹp này chị này. Đây. Con này ạ, con này ạ, đẹp chưa? Phương Hòa xong lên địa chỉ ạ. À. Các chị ơi, 55 cân đổ về của nữ nha. Đây này, chị nào. Dưới 55 cân đổ về. Các chị lấy con này. Em báo mọi người 120 thôi. Mã số là 807 120. 807 120 nhá. Cháu bác không chị Nguyễn Thanh Tuyền. Áo em đang mặc các chị mặc từ 5 năm dưới 60 cân đổ về sẽ vừa bên trong là trần bông nhá. Bên trong trần bông các chị nhá. 5 năm 60 cân đổ về là áo của em đang mặc. Áo em đang mặc là 150 mã số 559 ạ. À. Áo em đang mặc là 150 nhá, mã 559 các chị ơi. Con theo này đẹp này, con này là nỉ xốp đấy mọi người ạ. À. Con này size M rồi. 87 chốt chị Phương Hoàng. Con này chỉ khoảng từ 548 53 cân chị đấy. Đẹp nhỉ, theo toàn bộ luôn chị. Theo toàn bộ luôn con này của em nhá, 48-53 cân này chị Đặng Linh. 48-53 cân đổ về lấy con này. Cái này báo mọi người, con này em lấy 120 thôi nhá. 120.000, mã số là 693. Con của em là mặc là mốt chino đấy chị ơi. À bom, con này có một cái bomber rất đẹp luôn này chị. Ôi xịn được. Bomber này mặc M cho em mọi người nhá. Con này người ta ghi là XL, 2XL. Nhưng mà con này các chị chỉ mặc được size M thôi, được chưa ạ? Mặc từ size M giúp em thôi, dưới 55 cân các chị nha, đây, xịn luôn này. 693 cho chị Nguyễn Hảo. Dưới 55 cân đổ về áo bomber ạ. À. Em bảo con này 150, để lại con này cho em mã số là 814 nhá. 814 con này 150 ạ. À. Ui, con này đẹp quá, con này hàng của Champion cho em, mọi người này đẹp chưa? Rồi size M đi các chị ơi. Tất cả hàng em là hàng xì chị ơi. Size M lấy con này dưới 55 cân đổ về, các chị lấy con này mặc M ra đây. Đẹp chưa này đây, chị ơi. Mặc M lấy con này dưới 55 cân đổ về cho em. Con này em lấy mọi người 120 thôi, con này mỏng nó không dày đâu ạ. 120 mã số em này là 676 này, vào đầu thu đi mặc đẹp này. 676-120. Ui con này dày dày xã mà luôn các chị này. Chị nông. Con này là một em nỉ lót nhung bên trong nhá. Con này mặc cho em từ dưới 60 cân. Đẹp nhỉ. Con này các chị không lấy các chị để em. Con này rất dày và rất đẹp con này luôn ạ. Đây. Rồi con này mặc các chị em mình từ 55 cân đến dưới 60 cân các chị ơi này, đẹp cực luôn. Dưới 60 cân đổ về cho em mọi người nhá. Và con này với cái mức giá là 150 mã số là 676 cho chị Ngân Tạ. 678 150. Nỉ hoodie có mũ này chị ơi, con này là của Nam. Nam mặc cho em dưới 70 cân nhá mọi người ơi. Nam này 68 70 cân của Nam nỉ có mũ nha. Đây. Một em nỉ có mũ nha. 68 70 cân đổ về của Nam giúp em. 678 cho chị Kim Chi. 150 mã số em về là 674 nha chị ơi. 150 này, 674 giúp em với. Nhiều con con này đẹp nè, các chị này, con này người ta con này là lót nhung bên trong. Lót lông bên trong mọi người, con này là của nữ mặc đấy, dưới size dưới 60 cân, đẹp nhỉ? Đây chị ơi. Size dưới 60 cân quay đầu về con này là lót nhung ở bên trong mọi người nhá. Chốt chị ạ. 150. Để lại con này cho em mã số em là 705 này chị ơi. 705. Chị ơi, làm khác nhà em để còn ghi giá ghi mã nữa mà. Chị An Thúy ơi cho xong xem số điện thoại địa chỉ ạ. Con này là nỉ da cá đấy mọi người, con này hàng của Unipillow đẹp nhỉ đây. Nỉ da cá con này để cho Nam mặc nhá. Unipillow của Nam này 150. Unipillow của Nam mọi người nhá. Cho ngay chị nào mặc cho em con này khoảng dưới 68 cân thôi. Đây này. 705 cho chị Nguyễn Hằng. 65 68 cân đổ về của Nam Unipillow nhá. Con này bán 120 thôi, mã số là 621. 621 120 nỉ da cá nhá. Xem số điện thoại địa chỉ ạ. Ôi một con Adidas xịn của Nam này chị ơi. Con này ạ. Trong nhà chị nào khoảng 70 cân 75 cân đổ về của Nam size L này, Adidas nha, bên trong này. Lót lông rất đẹp luôn. 70 75 cân đổ về của Nam Adidas cho em. Hồng Nguyễn. 150 ạ, để lại con này cho em mã số là 831 chị ơi. 831 150 chính hãng của Adidas nha. Chính hãng của Adidas luôn. Em ơi các chị để đây, con này đẹp thế này. Con này nó là một em Kenzo xịn được luôn. À Kenzo theo toàn bộ nha. Đây con này mặc cho em là M đấy ạ. Dưới 55 cân đổ về Kenzo cho em mọi người nha. Theo để chỗ đỉnh 831 chị Hương này luôn. 55 cân đổ về con này các chị ơi. 150 mã số là 648. Con này của Kenzo nha. Đẹp cực luôn. 150 cho em mọi người lấy con đấy. Rồi tiếp theo con này nữa này. Con này đẹp quá chị này. Đây. Con này bên trong con này là một em của Disney. Và lót lông bên trong size M. Chị nào mặc cho em phải từ 55 dưới 60 cân quay đầu về con này vừa nha. Đẹp nhỉ đấy chị ơi. Xịn luôn. 648 chị Loan Huỳnh. 55 dưới 60 cân đổ về giúp em nhá. 150 để lại con này cho em mã số 627. 627 150. 627 lấy con đấy 150 cho em nha. Con này là một em của HM này chị ơi đây. Một em hiệu của HM nha, con này của nữ dưới 60 cân, con này mặc giá dấu quần dài. 60 cân quay đầu nha, 57 60 cân đổ về nha, con này hiệu HM. 627 cho chị Hương Cún. Con này giống như một cái váy nỉ ấy mọi người ạ, hàng hiệu của HM 150 mã số 698 ạ. 698 150 hàng hiệu của HM nhá. 698 150 rồi đây. Con này tán. Ủa, con này nỉ crop top này chị ơi. Một em nỉ crop top size M cho em con này.
Đỉ crop top con này nha, 5 năm dưới 60 cân đổ về mặc được con này. Đẹp quá, một em đỉ crop top xem này. Dưới 60 cân quay đầu về mặc ML đều được các chị nha. Còn chị Tà với chị Mai Huyền Khanh 120, mã số là 834 nhá. 834 em lấy mọi người 120 thôi. Một con này nữa đây, con này là một em đỉ của Nam. Nam dưới 68 cân quay đầu về của Nam cho em nhá. Con này nó là một em đỉ da cá đây. Đây. Một em đỉ da cá các chị ơi đây. Rồi con này dành cho chị nào mặc cho em dưới 68 cân đổ về của Nam. 830 chị Nguyễn Linh. 120 thôi, mã số là 610 chị ơi. 610 120 nỉ ra cá con này Nam nhá. 610 120. Ủa em có một con này hàng của Champion, con này rất đẹp luôn này chị ơi. Con này Nam mặc cả Nam khoảng 70 cân đổ về của Nam nhá, nhìn này, cục bấm. Em thấy đây những cái kiểu dáng này Nam mặc nhiều lắm luôn ấy. Và kể cả bây giờ ai cái kiểu này đang rất hot luôn. Thì lúc nào mình cũng là đầu tiên đấy chị ơi. 65 cân, 68 cân đổ về của Nam, dưới 68 cân đổ về của Nam thôi này. Em này bán mọi người 150, mất số 688 này hàng 100 đơn nhá. Chị Nguyễn Linh. 688 Nguyễn Linh được tiếp ạ. Ui, con này trông độc lạ dã man này, chị đang nhìn lại đằng sau này. Nó sẽ mix bò toàn bộ 150. Con này là các chị nào mặc cho em, con này là dưới 60 cân đổ về 5 năm dưới 60 cân, con này một em nỉ da cá nhá. Đẹp nhỉ? Chị đấy chị ơi. 688 chị Hồng Phố Phòng. 55 cân để dưới 60 cân quay đầu về lấy con này ML cho em ạ, 150, mã số 507. Ê trời. 150.000 lấy con này mã 507 150. 507 150 cho em mọi người nha. Đây con này dày này chị ơi. Size 55 60 cân đổ về nha, của nữ này, đẹp không? Quay dòng về mới một cái màu đen cũng này chị ơi. Chị mẹ beo. 55 60 cân đổ về giúp em mọi người nha, 150 mã số 602. Đẹp nhỉ? 602 150. Để em tính cho mọi người những con hàng hãng nhá, để em xem nào. Có đây nhiều con hàng hãng cho em này. Tâu nhỉ. Rất là nhiều luôn. Con màu tím này đi chị ơi, màu tím này đẹp ở đây. Em màu tím này dành có chị nào 5 năm dưới 60 cân đổ về lấy con này nhá, đẹp nhỉ. Đấy chị ơi. Màu tím đậm này. 5 năm cân để dưới 60 cân quay đầu về size ML lấy con này. 150 mã số 455, con này lót lông bên trong nhá. 655 150 này chị ơi. 655 150. Tiếp theo em có một con này nữa này, con này lót lông ở bên trong tiếp này chị này. Size M này 55 cân đổ về thôi. Nữ này, màu này đẹp quá. Đây con ghi đi bạn. Đây size M này, con này dưới 55 cân nhá. Size M này con này của em này mọi người ơi. 55 cân. Chị mẹ beo. Quay đầu về các chị lấy con này dưới 55 cân đổ về nhá. Em này bán mọi người với cái mức giá là 150 để lại con này 697. 697 150 này chị ơi. 697 150 cho em nhá. Ờ đây mấy con màu be này, mấy con màu be có những con nỉ crop top rất đẹp size M. Một em nỉ crop top nỉ da cá mọi người nhé, mặc mờ đấy ạ. Dưới 55 cân đổ về các chị lấy con này. Con này bán 120 thôi, mã số là 853. 853 này 120 này. 853 120 con đấy nhá. Đây tiếp theo này, có hôm nay nhiều con hàng hãng nghe luôn đó các chị này đây. Con này của em đẹp này. Con này nhá, con này dành có chị nào mặc cho em con này xem nào. Ủa, con này xịn này. Các chị ơi đẹp quá. Con này dành có chị nào mặc cho em con này size, em này là size dưới 55 cân màu ghi size M. 55 cân đổ về lấy con này. Đây này bảo 150, mắt số là 623 chị ơi. 623 150 size M cho em nhá. 623 150. Ô con này đẹp này. Nỉ da cá mặc M cho em. Con này nó sẽ là cái này nó là kiểu dáng áo của nó như thế nhá. Kiểu dáng áo nó là như thế nhá. Hôm nào là mũ thì sẽ là có một cái ca riêng. Còn ca này nó sẽ là gần như là một em áo của trò nhá. Splitter. 5557 cân đổ với con màu đen này mọi người nhá. Dưới 57 cân. Sắp nhân viên chỉ đi à? Dừng chút. Các chị ơi, dưới 57 cân đổ về lấy con này cho em nhá. 150 ạ, mắt số 601. Tập đẹp màu đen này luôn. 601 150 cho em nhá. Ôi con này đẹp này các chị này, chị luôn. Con này này các chị nào mặc cho em này, đẹp quá, cổ này cổ mic polo như này luôn. Con này người ta đánh là size S nhưng mà con này các chị mặc cho em dưới 57 cân đổ về đấy ạ. Con này mặc M nhá. 55 cân để dưới 57 cân đổ về các chị lấy con này. 150 mắt số là 629 ạ. Con này đẹp quá. 629 150, con nào mà của nam thì em mới nói là của nam nhé, còn định sẽ là của nữ chị nhá. Chị nào có mua đấy chị ơi. Con này của em này, ui con này đẹp này, hàng hãng luôn mọi người đây. Con này là của nam. Áo nam này, nam khoảng từ dưới 65 cân rồi. Chị Yến Nguyễn. Nam khoảng 65-66 cân nhá, 65-66 cân đổ về của nam. Em này con này mọi người 120 thôi. Chị Thanh hay em Thanh. Mã số em này 645, em này con này mọi người 120 nhá. 645 này 120 mã 645. Màu đen đen toàn đen. Con này của em nữa này các chị ơi đây. Con này của em này các chị nào mà con này là của nam rồi, để cho nam mặc con này đi chữa nam này. Nam khoảng 70 cân cho em mọi người nhá. Dưới 70 cân của nam thử xem nào. Con này nam nữ để mặc được cho em mọi người. Nam thì dưới 70 cân, còn nữ dưới 65 cân nhá. Nam dưới 70 cân, còn nữ dưới 65 cân đổ về lấy con này. 150 cho chị Havu. Để lại con này cho em mắt số 618 150 ạ. Havu
618 lấy con đấy 150 nha. Em có màu vàng đẹp quá chị này. Vàng này mặc cho em này. U con này xịn này. Các chị ơi đây. Màu vàng này dành con chị nào mặc cho em con này để cho xem nào. Con này mặc cho em dưới 60 cân đi ạ. Vàng này của nữ mặc đi ạ. 55 cân để dưới 60 cân đổ về của nữ cho em nhá. 120 đôi mắt số là 618. À 618 này. Được rồi, 618. Con vàng là mã số là 861 nhá chị ơi. Con vàng là mã số là 861 không để ý. Con vàng là mã số 861 nhá. Chị nào lấy lại con vàng này cho em ạ. Đây chị ơi. Vàng này 120. Con vàng này mã số 861 cho em nhá. Áo em mặc em bán rồi chị ơi. Áo em mặc em bán mất rồi. Một con Adidas này chị ơi. Đây. Con này đẹp này. Con này để cho nam mặc này chị ơi. Nam 66. 65 cân đổ về của nam này. Con này đi đây chị ơi. 60 cân dưới 65 cân đổ về của nam này. Con này con em bán 150. Một trăm rưỡi. Mã số em này là 806 ạ. 806 150 nha. 806 lấy con đấy 150 lấy con này mã số 806. Con này đẹp này, con này là lót lông bên trong này màu xanh. 55 60 cân đổ về lấy con này ML. Đây chị ơi size ML nè. Dưới 60 cân quay đầu về các chị lấy con này nhá. Cái này bán 150 mã số là 652 chị ơi. 806 thì in ổn. 652 150. Thì ra cá này chị ơi con này. Quay đấy có chị nào khoảng từ 52 cân đổ về đây này. 47-48 cân để dưới 52 cân quay đầu về mặc size SM nhỏ. 120 thôi. Inbox cho shop đây ạ, dừng chút đi. Mã 615 lấy con này 120. Kêu inbox rồi, chưa có inbox. Chị inbox luôn đi chị ơi, bên em dừng chốt chị rồi. Không có inbox luôn. Màu đỏ chị ơi, màu đỏ nha, con màu đỏ đẹp này, con màu đỏ S rồi. 120. Con màu đỏ này thì khoảng độ là từ con này hàng của Chô Chô rất đẹp luôn mọi người ạ. Con này mặc từ 45 cân dưới 48 cân thôi, bé nó size S này chị ơi. 45 cân để dưới 48 cân quay đầu về con này. Con này em bán 120 thôi nhá. Mã số em là 779 ạ. 779 con này 120. Đây. Hàng Mickey Disney rất đẹp luôn này các chị này. Size 53 cân quay đầu về này. Con này các chị ơi đẹp quá. 47-48 cân để dưới 53 cân đổ về con này nhá. Mickey này 150 nhá. Mã số 612 chị ơi. 612 con này 150. 779 chị Phong La. 612 150 cho em mọi người nhá. Ôi con kẻ đẹp này chị ơi. Em này mặc cho em từ 55 cân, 57 cân đổ về con kẻ này. Chị cực luôn, 652 chị Ngọc Lan Mai. Đẹp nhở, mới cực luôn. 55, 57 cân đổ về lại con này. 150, mã số là 614 ạ. 614, 150. 614 lấy con đấy 150 cho em nhá. Một con này nữa, con này ui đẹp quá. Chị ơi, này con nữ size M 55 cân. Con này sẽ buộc hai cái dây bên sườn này. 612 chị Lệ Thu. Hai Lê cái dây bên sườn này. Size M này con này dưới 55 cân đổ về các chị ơi. 614 chị Bích Thủy Thông Dấu. Con này bán mọi người 120 thôi. Mã số 616 120. 616 120 chị ơi. 616 120 con này đẹp này. Con màu xám này rất đẹp luôn chị ơi. Con màu xám này dành con chị nào 55 cân để dưới 60 cân đổ về vừa nhá đây. Đẹp nhở. Con này bên trong của nó sẽ là lót lông này. Trần bông cho em lấy con này. 55 cân để dưới 60 cân quay đầu về các chị lấy con này nhá. Đấy. Đây bán 150 mã số 550 ạ. À. IML nhá. 150 mã số 550, 150. Con này mặc cho chị em mình S này dáng crop top size S 48 cân đổ về nhá. 45 50 cân đây các chị ơi, con này 50 cân mặc được này. 45 cân đến dưới 50 cân quay đầu về các chị lấy con này. Cái này bán 150 để lại con này bán 120 đi ạ. 120 mã số 828. 828 120 này. Đã đâu không chị Trần Lê Phương. 828 120. Con này thì mỏng luôn các chị ơi, con này ạ đây. Dưới 60 cân đổ về của nữ nhá. 55 60 cân màu hồng nhạt chị ơi đây. Đẹp nhỉ. Dưới 60 cân đổ về cho em nhá. 120 thôi mã số 555 này chị ơi. 555 120. 828 chị My Trần. Con này size dưới 50 cân đổ về này. 45 50 cân màu đỏ nhá chị ơi đây. Đẹp cực luôn này. Chị nhá. 45 cân để dưới 50 cân đổ về màu đỏ này con này. 150 ạ. Để lại con này cho em mã số 506 này giấy nhá. 506 150 cho em. 505 chị Đặng Linh. Màu hồng cổ, con này đẹp này chị ơi. Con này nó là như thế, nó không phải bị lỗi mọi người nhá. Đây này. Cái họa tiết nó là bị vỡ vỡ một tí cách điệu như này. Nó không phải bị lỗi nhá chị ơi. Nó không phải bị lỗi con này nhá. Con này 60-65 cân này, con này đẹp này. Chốt chị Vân Nguyễn, Vân Nguyễn. 60-65 cân các chị ơi, 60-65 cân đổ về con này. 150 để lại con này cho em số 513. 513, 150 con này nhá. Con này dày các chị này, siêu dày con này luôn. Ôi dày thế các chị này đây. Con này được cái là cổ len nhá, cổ mic len lấy con này. 60-65 cân thoải mái luôn con này. Mà size LXL chị ơi. Đẹp nhỏ đây. Con này cổ mic len và cổ lõi ạ. Đây.
cổ mic lên cổ lõ nhá. 60 cân, 65 cân quay đầu về các chị lấy con này. 150 để lại con này cho em mắt số 863. 863 150 này. Con này cũng đẹp này chị đây. Con này của em nhá, con này ạ. Đây đằng sau có họa tiết này. Con này lồng em nỉ trần bông này, có chị nào mặc cho em dưới 60 cân con này đây chị ơi. 55 cân để dưới 60 cân đổ về size ML nhá. 863 chị Kim Chi. Mặc ML con này trần bông bên trong này. 150 mắt số là 686 chị ơi, con này đẹp này. 686 150. 686 cho em mọi người nhá. Áo mũ mặc quá rồi ạ. Đây. Con này để cho nam mặc này các chị ơi, nam mặc cho em nhá, để cho đây xem nào. Cái con này cho nữ mặc đi chị ơi, nam thì thôi. 66 5 cân con này nữ sẽ mặc đẹp hơn này đây. Nữ sẽ mặc đẹp hơn nhá. 60 cân để dưới 65 cân. 686 cho chị Diễn Phùng. 66 5 cân đổ về lấy con này của em mọi người nhá. Rồi em bán con này mọi người với cái mức giá là 150 để lại con này cho em mã số là 823. Có áo nam nhưng không có cổ lọ ạ. 823 150 cho em. Một con này nữa này, con này là một em nỉ con này nó là một em nỉ nỉ da cá, con này của nam. Nam con này khoảng từ dưới 70 cân của nam là ok. 65-70 cân. Nào chồng chị nào dưới 70 cân đổ về có thể lấy được con này nhá. Con này nỉ da cá 150 để là con này cho em mắt số là 604. 604 chị Bảo Vân. 604 150 cho em nhá. Màu đỏ này các chị ơi, màu đỏ nhá. Con màu đỏ này để cho nam mặc này, nam khoảng độ là con này phải 70-75 cân của nam. Đấy nhá. 70 cân, 75 cân đổ về của nam con ạ. À. Con này bán mọi người 150 mất số 622. Nghỉ nam nhá. 622 150. Được mà làm shop thì mức cho mình mà lấy chị ơi. 622 để con lấy 150 cho em mọi người nhá. Một con màu vàng nhạt để con này đẹp quá chị ơi. Con này nó là một em nỉ lót lông size M 55 cân màu vàng nhạt đây chị đây. Đây. Màu vàng nhạt để con này size M cho em mọi người nhá. 622 chị Hương. Đẹp quá. Dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy con này. Con này bán mọi người 150 mất số là 537. 537 150 màu vàng nhạt rất đẹp luôn chị ơi. 537 150 con này cũng đẹp này, ui lót lông xối xịn đấy mọi người, màu rêu đậm. 55 cân dưới 60 cân đổ về size ML này con này ok. Đấy chị ơi. Mặc ML con này mặc được mọi người nhá. Rồi 55 cân để dưới 60 cân đổ về này con này. Hoa bùi. Đây này bán mọi người với cái giá là 150 mã số là 844 này. 844 150. Con này họ rất dần di đẹp nhỉ đây chị ơi. Con này đẹp thế mọi người. Con này ạ, à, con này để cho nữ mặc đi thì sẽ đẹp hơn. Size con này sẽ là size 50 cân đổ về của nữ nha chị ơi. 45 cân này đến dưới 50 cân mặc S của nữ ạ, à, size S của nữ lấy con này. Em bảo con này 120 thôi, để lại con này cho em mắt số là 685. Đẹp rồi đây. 344. Chốt chị Bích Thủy. 685 120. Con này dày ơi là dày luôn này các chị ơi này đây. Con này dày nha. 55 cân để dưới 57 cân quay đầu về lấy con này. Đây chị ơi đẹp quá. Chị cực kỳ luôn rồi đây. 55 cân để dưới 57 cân đổ về lấy con này. 150 mã số 661 con này. Đây các chị ơi. 661 150. 661 lấy con đấy 150. Con này về của em, con này là bên trong là lót lông này con này, trần bông. Size M 55 cân đẹp nhỉ, màu này đẹp quá chị. 661 chị Thanh Thai. Con này màu rất đẹp luôn, size M đẹp đấy chị ơi. Rồi dưới 55 cân đổ về lấy con này màu pastel rất đẹp luôn. 150 mã số là 673 chị ơi. 673 150 này. 673 này con lấy 150 cho em. Màu đen này các chị ơi, màu đen lót lông bên trong nhá. Made in Korea rất đẹp này, 55 cân đổ về con màu đen này. Ủa, con này đẹp này các chị ơi. Con này xịn đấy nhỏ, con này mặc mờ đấy ạ. Con này rất là mềm luôn. Bên ngoài 673 cho chị Nga Phạm. Bên ngoài của nó lót lông và bên trong cũng lót lông luôn, mặc mờ đấy ạ. Dưới 55 cân đổ về các chị ơi, 150 mắt số em là 651. 651 150 nhá. Con này đẹp dã man luôn. Một em màu đỏ trơn size M tiếp này, 55 cân 57 cân chỗ đẹp thế, màu đỏ chị ơi đây. Chị đây này, đây này. 55 cân để dưới 57 cân đổ về các chị lấy con này. 150 mã số là 608. 608 150. 608 150 cho em mọi người nhá. Em có một con màu này đẹp phải chị ơi, đẹp đây. Con này nó là một em hàng hãng nỉ da cá mọi người nhá, size L dưới 60 cân ạ. Đấy, 60 cân 57 62 cân. 5762 cân đổ về lấy con này. Nào? Em lấy con này mọi người 120 thôi, mã số em này là 737. 737 120. 120 mã 737 lấy con này, con này là của nam này. Nam khoảng dưới 70 cân của nam mọi người nha, khoảng dưới 70 cân thì ok này. 65 70 cân của nam. Dưới 70 cân đổ về của nam cho em ạ. 150 mã số là 643. 737 chị Kim Chi. 643 150 dưới 70 cân của nam nhá. Con này Adidas này chị ơi, Adidas nhưng mà ở đây con là Adidas này sẽ là Adidas của nữ nhá, dưới 60 cân chị ơi này, đẹp này. 643 chị Vạn Lý. Đây chị ơi.
55 cân đến dưới 60 cân nhá. Dưới 60 cân quay đầu về con này. 150 để lại con này cho em mắt số là 837 cho em ạ. Nghỉ ra cá nhá. Ai chị đã ạ? 837 150. Con này của em mọi người nhá. Con này của em này, con này đẹp quá. Ui xịn cực luôn. Con này cổ của cao nhá. Con này dành có chị nào dưới 60 cân đẹp nhỉ đây. Có đỉnh kim sa này chị ơi. Đẹp không? 55 cân để dưới 60 cân. Dưới 60 cân đổ về các chị lấy con này nhá. Và con này với cái mức giá 150 mã số 83. Mã số em này là mã số 832 ạ. Đây đẹp quá. 55 dưới 60 cân 832 150. Đây giày cộp luôn. Đây giày cộp luôn ạ. 832 150. Con này mỏng nhẹ luôn này, con này size M. 55 cân đổ về là con màu đen này, con này em lấy mỗi người 100.000 thôi nhá. Mỏng này. Nó nỉ ra cá đấy mọi người, nhưng mà mỏng. Size M đấy ạ, 55 cân nhá. Dưới 55 cân đổ về các chị lấy con này 100.000, mã số em lấy 825. 825 em lấy 100.000. 832 chị Hà Linh. 825 lấy 100.000 nhá. Con này nó là một em của Disney rất đẹp luôn này. Hàng xịn là chính hãng của nó luôn á. Con này này có chị nào giá crop top luôn, size M 53 cân đổ về con này nó đẹp nhỉ. Đây. 55 cân ạ. Crop top cho em. 50 tối đa là dưới 55 cân đổ về các chị lấy con này 150. Mã số 626 150 nhá. 150 này mã số 626. Tiếp theo con này nữa mọi người nhá đây. Con này của em này chị ơi, cái con này đẹp quá, con này là của nam này. Con này là nam, nam phải 80 cân mọi người ạ. Con này khoảng 80 cân của nam. 75 cân, 80 cân đổ về của nam nhá. Con này bán 150, mắt số là 628. Con này đẹp nhỉ đấy chưa? Đây, đẹp quá. 75, 80 cân đổ về của nam, 150, mắt số 628. 628, 150 cho em. Tiếp theo đây này, có một con này nữa chị nha. Con này cổ này đẹp quá. Nhưng mà con này cái họa tiết của nó là như thế, nó không phải bị lỗ nhá chị ơi. Có chị Loan đặng ạ. Nó sẽ họa tiết của nó là như thế, nó không phải bị lỗ nhá. Không phải cầm nhận về các chị lại bảo em gửi lỗi về thì không phải của lỗ nhá. Các em mà các chị em mình 55-60 cân đổ về của nữ nhá. Các chị ơi, con này dày này. Dưới 60 cân đổ về của nữ 150 em, số là 869 chị ơi. 869 150 ạ. 869 lấy con đấy, 150 lấy con đấy, mã số 869 ạ. Con này dày có chị nào size của em là size 53 cân quay đầu về. Con này đây. Lớp lông này xịn sò cực kỳ luôn, mềm lắm nhá. Siêu mềm những con này luôn này, mặc mờ nhá. Rồi dưới 53 cân đổ về con hồng này thôi. 47-48 cân ạ, dưới 53 cân đổ về lấy con này 150 mắt số 290. Đẹp quá, màu hồng luôn mọi người. 290, 150. 869 chị Đặng Xuân. Ui, em có một con y hệt màu hồng này. Con này dày con nữ 60-65 cân này, chị ơi đẹp ở đây. Chị cực luôn này. 60 cân để dưới 65 cân đổ về của nữ lấy con này nha, đẹp được. Không chị Vương Loan. 150 mắt số là 625 chị ơi. 60-65 cân đổ về của nữ, 150 mắt số 625. Con màu đen này rất đẹp luôn. 625 150 cho em mọi người nha. Đây. Con này nó là một em nhỉ da cá cho em mọi người nhá. 55 cân 57 cân đổ về các chị lấy con này là đẹp quá chị này. Xị con này luôn cho chị nhìn. 625 chị. Hoàng Hương Lê. 55 cân để dưới 57 cân quay đầu về các chị lấy con này. 150 để lại con này cho em, mắt số em này là 711. Con này rất đẹp luôn này. 711 150. 711 lấy con này 150 cho em nhá. Tiếp theo có một con này nữa này chị ơi, con này là ôi con này là của nam nhưng mà con này lót nỉ bên trong, 60 cân đổ về của nam thôi. Thế này, bên trong là lót nhung bên trong. Con này mặc trang của nam dưới 60 cân của nam, 55-60 cân đổ về của nam nhá. Và con này với cái giá 150, mắt số em này là 732, lót nỉ nhung bên trong nhá. 732 150. Con này có thấy ghi Chanel này các chị này đây. Này, chị này. Con này đẹp này, con này nữ nha, nữ mặc cho em khoảng từ 55 cân dưới 60 cân đổ về của nữ cho em. 732 cho chị Kim Chi. 55 60 cân đổ về của nữ cho em ạ. 150 mã số 950. 950 150. 950 150.000 cho em mọi người nào. Con này nó sẽ là một em nỉ của nam mọi người nhá. Con này nỉ nam này, nam dưới 68 cân cho em nhá mọi người đây. Nam 65 68 cân đổ về lại con này đẹp quá chữ nam này. 950 cho chị Vạn Lý. 350 mã số em này là 640 150 mọi người nhá. 640 150. 640 150 đẹp nè chị này. Lót nỉ nhung ở bên trong của nữ 60 cân đổ về lấy con này 576-62 cân. Này, nhìn đẹp không? Lót nỉ bên trong. Kiểu nỉ bên trong lót kiểu lót nỉ nhung cái này là nó rất là mềm luôn. Con này mặc cho em từ 576-62 cân nhá. Cái này bán mọi người 150 mắt số 666 chị ơi. 666 150 nhá. 640 chị Nga Đình. Một em này nữa này, con này rất đẹp luôn. Con này dày có chị nào mặc cho em dưới 48 cân. 45-48 cân mặc S ạ. 45-48 cân mặc size S, bán con này 100.000, mã số là 687-100. 100.000 này, mã 687 cho em.
Ui con này đẹp thế mọi người ơi, này con này xịn cực luôn đây. Con này là của nữ rồi, 60-65 cân đổ về của nữ nha. Đây chị ơi, size LXL lấy con này 60-65 cân đổ về của nữ giúp em. 150 mắt số em này là 708. Lấy con này 150 chị ơi, đẹp con này 708 nha, 150 687 cho chị Nguyễn Hoài Thu. 708 150 cho em. Chị Nguyễn Hoài Thu khách mời ơi, shop xin em số thoại địa chỉ ạ. Size 55 cân đổ về, con này là nỉ da cá nhá chị ơi. Đây. Nỉ da cá mặc mờ đấy ạ. Dưới 55 cân đổ về lấy con này 120 mã số là 607. 708 chị Thùy Phạm. Con này dưới 607 nhá. 607 120. Nỉ màu đen này chị ơi, đen này con này nữ mặc size M 55 cân, trên tao mắc người ta ghi là XL. Nhưng mà con này các chị không mặc được XL nha, cùng lắm ngoài chỉ 55-56 cân loại này. Áo mẫu mặc bán rồi ạ. 55 cân để dưới 56 cân quay đầu về các chị lấy con này nhá. 150 mã số 635. 635 con này 150. 635 150 cho em cửa nha. Đây. Con em màu đen này các chị ơi, con màu đen này đẹp và yêu, con này xịn luôn. Con này của nam đi mọi người nha. Nam mặc cho con này dưới khoảng bộ là khoảng 68 cân đổ về của nam này, con này lót lông ở bên trong mọi người đây, 65 68 cân. 65 chị Thí Muội. 65 cân để dưới 68 cân đổ về của nam xem con này. 150 để lại con này cho em mắt số 657. 657 150 nha. 657 150 lấy con đấy. Con này là của nam này. Nam khoảng 6, con này 55 60 cân, 55 cân 57, 55 cân đổ về của nam chị ơi. Không được. Con này 50 55 cân ạ, à, dưới 55 cân đổ về của nam nhá. Và con này 120 thôi, mắt số em này 715. 715 lấy con này 120. Con này nó là một em hàng của Disney rất đẹp màu trắng này. Size 55 cân đổ về cho em mọi người nha, Disney này đẹp chưa? Lót lông ở bên trong size M cho em mọi người nha. Dưới 55 cân đổ về các chị lấy con này nhá. 150 mã số 656 ạ. 656 150. 715 chị Trang Huyền. Đây. Tiếp theo một con này nữa này, con này đẹp quá chị ơi con này. Con này mặc cho chị em mình từ 55 cân đến dưới 60 cân quay đầu về lấy con này đây. Đẹp quá chị ơi con này xị này. 55 60 cân đổ về lấy con này của em mọi người nhá. 150 mã số 655. 656 chị Đặng Xuân. 655 150. Nói đi đập vào cửa. Con này đẹp này, con này lót lông ở bên trong này chữ 60 65 cân nhá, size LXL đẹp luôn. Không, con này 60 cân thôi. 57 60 cân thôi mọi người nhá, dưới 60 cân đổ về lấy con này ạ, con màu xám này đẹp ạ, dưới 60 cân cho em. Thanh Hằng. Lót lông ở bên trong mọi người nhá, 150 mã số 613 này. Thanh Hằng cái xong nên số thoại địa chỉ ạ. 613 150 cho em. Con màu cam nó rất đẹp, con này nó là một em của HM chị ơi. HM size M này 55 cân. Hả? Đây. Size M lấy con này dưới 55 cân đổ về lấy con này của em mọi người nhá. À, con này bán mọi người 150. 62 chị Kim Chi. Mã 862 150 này. 862 150. Ủa con màu kem này đẹp quá, size M 55 cân lót lông ở bên trong mặc M này chị ơi. Lót lông ở bên trong size M lấy con này dưới 55 cân đổ về lấy con này ạ. Con này bán mọi người 150, mã số em này là 864 150 ạ. Đẹp quá. 864 150. 862 chị Bích Thủy. Con này rất dày luôn đấy các chị ơi, đẹp cực nhau, này là của nam. Đẹp nhớ, người ta ghi là size XL. Rồi xem nào. Không, con này mặc của nữ đi tay vừa này chứ, con này 60 cân đổ về của nữ không mặc được 60 con không mặc được của nam đâu, 60 cân đổ về của nữ nhá. Rồi dưới 60 cân đổ về của nữ mọi người lấy con này. À 150 mã số là 654 này dày nhá chị ơi, 60 cân đổ về của nữ nhá. 150 ạ, mã số 654 cho em. Con này là nỉ của nam này. Con này là nỉ da cá của nam, đây nam này. Nam con này chỉ mặc cho em con này khoảng từ 68 cân đổ về của nam thôi, 67 68 cân nhá. 67 cân 68 cân đổ về của nam. Hồng Nguyễn. Con này 150 mã số là 644 chị ơi đây này. Đẹp quá. 644 150. Nỉ đỉnh ghê. Một con màu xanh này, xanh cốm này chị ơi, xanh cốm của nữ dưới 60 cân này chị ơi đây. Đẹp nhỉ? Dưới 60 cân đổ về lấy con này nhá, con này một em nỉ da cá dưới 60 cân này đẹp quá. Dưới 60 cân nhá. Chị Lê Hải Đăng. 55 dưới 60 cân đổ về. 150 ạ, để lại con này cho em mã số 501 chị ơi. 501 150. Một con màu tím này mọi người, con màu tím này của em, con này rất đẹp, con này mặc cho em dưới 60 cân. Cái họa tiết nó là như thế nhá, lại nói này, nó không phải là bị lỗ nhá, nằm mà nó như thế. Có sẵn là như thế rồi. 55 cân để dưới 60 cân đổ về các chị ơi.
đẹp được con này. Bán đây này với giá 150, mắt số em này là 748, rất đẹp luôn này. 748 150, màu tím rất đẹp luôn. 748 150. Trời ơi, con này hàng NASA rất đẹp luôn này, mọi chị này. Con này nhá, con này là để cho nam mặc này, nam dưới 70 cân của nam này chị ơi. Đẹp xịn xò này luôn. Con này xịn nha chị ơi đây. Giờ con này khoảng tầm là 70 72 cân đổ về của nam, con này vẫn mặc được cho em nhá. 150, mắt số là 865, con này một em nỉ da cá. 865 150. Còn bốn cái chị Hiền Thu. Con này nó là một em váy nỉ các chị ơi. Nó là một em váy nỉ mặc cho em dưới 60 cân nha chị ơi đây. Váy nỉ cho em nhá. Váy nỉ cho em mọi người nhá. Dưới 60 cân đổ về, 55 60 cân đổ về, 150 mã số 681. Con này là váy nỉ này chị này. Đây. 681 150. Sáng sao lắm chị cô Liếu. Chị cô Liếu hay mới xong nên số điện thoại địa chỉ ạ. Tiếp theo con này nhá, một con này của con này, con này. 68 của chị Hương Cún. Ê. Đây, ví dụ hay làm này. Thích à? Nó rơi hai cái tai đi rồi. Để hơn 4 đúng không? À, 681 à? Để con này của em mọi người nha, con này còn nam này. Nam con này 60-62 cân, 63 cân đổ về của nam rồi đây. 60-63 cân đổ về của nam này con này nhá. Em này bán mọi người 150, mắt số là 647. 647 150, 60-63 cân đổ về của nam. 647 lấy con đấy 150 cho em mọi người nhá. Màu xanh này chị ơi, cũng có màu xanh này dày lắm luôn đây đây. Màu xanh này rất đẹp. Bên trong ngoài lót lông này con này nhá. Rồi 55 cân đổ về của nữ chị ơi. Đẹp quá này, tay của nó mixen này. Tay mixen size M. Tay mixen size M này con này dưới 55 cân đổ về này con này. Em này bán mọi người với cái mức giá là 150. 150 này con này rất dày. Mà em này chị nào lấy cho đơn này cho em mã số là 598 này đây. 598 này 150 nhá. Đây chị ơi. 598 150 cho em. Con gấu này nó bị rơi đá rồi ạ. À. Nó bị rơi đá ở đây này, nó bị rơi ở cái tai con gấu này, 100.000 nhá. Chị nào lấy con này em bán 100.000 nhá. Dưới 55 cân đổ về con này 100.000 đi, mã số em này là 694 về bóc nốt cái này đi. 598 cho chị Hương ra. Để giờ con gấu đó bóc nốt cái này đi. Bóc cái tai nó đi. 150 mã số 69 à 100.000 mã 698 thì nào lấy được thì bán 100.000. 698 100.000 nó bị rơi mấy cái hạt đá cái phần tai con gấu ấy. Con này thì có chị nào mặc mờ này con này nhá, các chị ơi 55 cân 57 cân thoải mái luôn đây. 55 cân 57 cân đổ về, bên trong là lót lông này đây. Lót lông này con này đẹp quá. Dưới 57 cân chị in ủn. Đổ về con này. Chị in ủn. 150 được số tiếp đi ạ. 150 mã số 820. 694 hay 820. 820 con này là một em hàng hiệu của H Connect mọi người ạ. Con này các chị đi vào trong Vincom hay là vào trong Big T thì sẽ gặp rất là nhiều, vào những trung tâm thương mại thì mọi người sẽ gặp rất là nhiều cái hãng này. Size M nhá chị ơi, 55 cân đổ về, màu xanh xanh đẹp. Theo toàn bộ mặc M này con này size M. Dưới 55 cân quay đầu về các chị lấy con này nhá. Con này bán 150, mã số em này là 739 lót lông nhá. 739 con này 150. 739 150 về làm gì đổi kỹ ra đây. Ừ, mà là mình mã lấy đấy chị ơi. Nam nha, con này của Nam nhá chị ơi, con này Nam đẹp ở đây. Nam dưới 60-65 cân thôi. Dưới 65-66 cân đổ về của Nam này chị ơi. 65 cân dưới 66 cân đổ về của Nam, con này nỉ ra cá con này ạ. À. Con này em lấy mọi người 120 thôi, mã số em này là 721 chị ơi. Đây này. 721 120. Làm gì? 721 lấy con đấy 120. Em còn khá là nhiều nỉ mọi người ạ đây. Rồi em có thêm một con màu đỏ này chị ơi đây. Con này nha, con này đẹp này con ạ. Đây, con này dành cho chị làm mặc cho em chị Hoàng Linh Diệu. 55 cân đổ về màu đỏ đôi nha chị ơi. Size M dưới 55 cân đổ về 120 đôi, mắt số 296. 296 120. Tiếp theo có một con này nhá chị ơi, con màu đen này đẹp này. Ủa xịn thế này. Con màu đen này thì con này toàn màu lông đằng trước. 60 cân đổ về nhá, 55 cân 60 cân đổ ở đây. 55 60 cân đổ về các chị lấy con này. Con này bán mọi người là 150, mã số là 858 ạ. 858 150. 858 150 nhá, con này là của con gì đây? Con này đẹp chưa này? Chị ơi trông xịn chưa này? Giờ con này để cho nữ mặc đi, size M 55 cân cho em này. Bên trong của nó là con này là nỉ da cá, con này không quá là dày, chắc cao 120 con này nhá.
120.000 size M lấy con này. 858 các chị Bùi Nhất. Rồi 55 cân đổ về các chị lấy con này cho em mới nhá. Rồi 150 để lại con này cho em mã số em. À 120, mã 815. 815 120. Con này của nữ này size 50 cân đổ về này, con này đẹp quá chị ơi. Con này có bèo đằng trước này. 45 cân để size dưới 50 cân mặc S ạ. Size dưới 50 cân đổ về này con này nhá. 120.000 mã số em này là 670. 670 120. Đỏ này dày các chị đang mặc M 55 cân chị ơi. 5556 cân đổ về đỏ M này, đỏ size M này con này. 150 để lại con này cho em mã số 294 150 ạ. 294 150 cho em mọi người nhá. Màu cam của dày nhá. Cam này size 53 cân đổ về chị ơi đây này. 4748 size 53 cân nhá. Dưới 53 cân quay đầu về lấy con này. 150 mã số 517 con này khá là dày nhá chị ơi đây. 517 150. 517 lấy con đấy 150 lấy con này mã số 517. Một em này nữa màu be này chị ơi, con này đẹp quá, con này giống như một cái chiếc bánh nhỉ, size free size dưới 60 cân. Đẹp thật đấy chị ơi. Dưới 60 cân quay đầu về lấy con này cho em mọi người nha. 150 mã số 650. 650 150. Con này thêm Kenzo rất đẹp này chị ơi, size M của nữ nha. Đây, 55 cân đổ về chị ơi. Size M. 55 cân đổ về Kenzo nhá. 150 để lại con này cho em mã số 62 662. 662 150 cho em nhá. 517 chị Hoa Phù Du. Một con này nữa này, cái Hoa Phù Du khách mời shop xin thêm số giảm địa chỉ ạ. À. Một em màu muối tiêu size 53 cân đổ về con này đẹp quá chị ơi. Sao nó không chịu Hồng Nguyễn. 47 cân đổ về nha. Màu muối tiêu này. 150 và số 821 chị ơi. 22 chị Hồng Phố Phổng. 821 150. Màu đen này con này đẹp nhưng mà con này của chỗ nữ mặc rồi. Rồi size này người ta đánh lại ép nhưng mà các chị mặc M cho em thoải mái nhá. Được trước đơn đấy chị ơi. 55 cân đổ về các chị lấy con này nha, màu đen này. Sắp sẽ inbox về máy cho mình mà đấy ạ. À. Dưới 55 cân đổ về lấy con này. 150. 150 mã số 603. 603 150 này. 603 150 rồi. Ô con này được chưa? Size 60 65 cân đổ về in đã theo chữ tràn nha, to đùng một đằng trước này đây. Màu đen con này là nỉ à. Con này mỏng thôi không dày, lấy con này 120 nhá. 60 cân dưới 65 cân đổ về em lấy con này 120. Chị Tâm An. Lấy con này mọi người 120.000 mã số em này là 859 ạ. Chị Tâm địa chỉ đi chị ơi. 859 em lấy con này mọi người 120 nhá. Con này nó là một em nỉ, con này 60 65 cân size LXL này, nó là một em nỉ dấu quần size LXL cho em mọi người nhá. 60 65 cân đổ về con này, 150 mã số 805. 859 chị Trần Trang. 805 150 cho em nhá. Tám linh năm lấy con đấy 150 cho em. Con này của Nike này các chị ơi. Nike này cho em này, Nike này của Nam, Nam 70 cân đổ về này con này. Nam con này phải 70 cân, 75, 70, 72 cân của Nam ạ. Nike nhá, 70, 72 cân đổ về của Nam này con này cho em Nam nhá, chị ơi Nam này, đẹp luôn này. Của Nam luôn. Các em bán 150 mất số em này là 706. 706 của Nam Nike nhá chị ơi. Hà Linh 5 triệu Hoa Phù Duội. Có 74852 cân đổ về các chị lấy con này ở đây dưới 52 cân. Con này 120 nhá. 120 lấy con này ạ. Mọi người để lại con này cho em mã số 857. 857 120 lấy con này mã 857 120. Con này hàng của LA này size M lấy con này 55 cân mọi người nhá, mặc M đấy ạ đây. Con đẹp các chị ơi, size M lấy con này. Mặc size M lấy con này của em mọi người nhá. Dưới 55 cân đổ về các chị lấy con này. 150 mã số 851. 851 lấy con đấy. Con này hàng của Under Garden mọi người đây. Con này nhá, con này dành cho chị nào mặc xem con này khoảng tầm là 57. Con này mặc xem dưới 60 cân. 55 cân để dưới 60 cân nhá chị ơi. 55 cân để dưới 60 cân quay đầu về lấy con này của em mọi người nhá. Các em báo mọi người với cái mức giá là 150 để lại con này cho em mã số là 677 150. 677 150. Size dưới con này mặc xem size dưới 50 52 cân đổ về lấy con này chữa đây. 50 cân để dưới 52 cân quay đầu về lấy con này.
100.000 thôi, mã số 866, con này mỏng thôi mọi người nhá. 100.000 lấy con này, mã 866 100. 866 lấy con đấy ạ, 100.000 chị nào lấy con này cho đơn 866 100.000. Con này của em mọi người nhá, con này đẹp này chị ơi đây. 677 chốt chị Hạnh Nguyễn. Con này cho nam mặc nhá, nam dưới 60 cân 62 cân chị ơi đây. Nam này. Nam 60 63 cân ạ, dưới 63 cân. Chị Nguyễn Phương. 60 63 cân đổ về của nam. Em này bán mọi người với cái mức giá là con này chị nào lấy ạ, bán con này với cái mức giá con này sẽ làm. Con này bán 120 đi. 120 mà 817 nhá chị ơi. 817 120 nhá. Con này của em size M nhá mọi người, con này dưới 55 cân đổ về mặc M ra đây. Mặc size M này con này chị ơi. Dưới 55 cân quay đầu về lấy con này nhá. Rồi bán con này 120 mà 638. 638 120. Size M này con này 55 cân đổ về lấy con này. Lót lông này con này size M nhá mọi người, con này lót lông mặc M cho em, con này dưới 55 cân này chị đây. Size M này con này dưới 55 cân đổ về con màu đỏ mọi người nhá. Rồi con này bán mọi người là 150, mã số em là 523 chị ơi. 523 150 ạ. 523 này con lấy 150 cho em, mã số 523 nhá. Con này của em mọi người nhá đây. Con này của em đây, con này là của nữ này, 66 65 cân cho em mọi người nhá đây. 66 65 cân đổ về của nữ em, bán con này mọi người 100.000 thôi nhá, cái này nó bị vỡ một tí cái hình này đây. Nó bị vỡ một tí cái hình này cho em mọi người nhá đây. Rồi 66 65 cân đổ về, các chị lấy con này của em mọi người nhá. Bán đây này với cái mức giá là 100.000, mã 702. 702 100.000 này con này. 702 này con lấy 100.000, mã 702. Một con này nữa này, con này nó là một em màu đỏ này chị ơi đây. Có của Lam chị ơi. Con này em thấy ghi là Lam mọi người đây này. Em thấy con này ghi là Zara cho em nhá. Đây Zara này, con này này, con này đẹp này. Con này nữ dưới 60 cân cho em mọi người nhá. Dưới 60 cân đổ về của nữ mọi người lấy con này. Con này bán mọi người 150, mã số 544 này. 544 150 cho em nhá. 544 ạ, 150 lấy con này, mã 544 ạ đây. Một con này hàng hiệu của Disney, con này đây có chị nào mặc size M này con này. 544 chị Anh Thi. 55 cân đổ về con màu đen này rất đẹp luôn chị này, size M. Size M này con này dưới 55 cân đổ về lấy con này mọi người nhá. 150 mã số là 841. 841 150. Đây. 841 lấy con này ạ, 150 lấy con đấy, lấy con này cho em mã số 841. Con này mặc size S lấy con này của em mọi người nhá đây, con này mặc S này. Về lót lông ở bên trong nhá. Chị Nguyễn Hảo. Mặc từ 45 dưới 52 cân chị ơi. 52 cân. Sớm được sớm tiếp đi ạ. Dưới 52 cân đổ về, các chị lấy con này cho em mọi người nhá. Dưới 52 cân đổ về là mặc đẹp con này đẹp đây. Con này bán mọi người về cái mức giá là thế nào? Con này bán 150, chị nào lấy con này mọi người ơi, để lại con này cho em, mã số em là 695. 695 150. Một con này nữa cho em mọi người nhá. Con này đẹp này, con này cổ cao màu xanh than size M. Cổ cao màu xanh than size M lấy con này dưới 55 cân, con này bên trong là lót lót lông mọi người mặc M đấy ạ. Dưới 55 cân đổ về lấy con này, con này bán 120 thôi, mã số là 589 ạ. 589 120 này. 589 120. Con màu này dành cho chị nào dưới 50 cân đổ về lấy con này mọi người, con này đẹp phải 45 50 cân ạ. 45 cân để dưới 50 cân đổ về, các chị lấy con này. Con này bán mọi người với cái mức giá là 120 để lấy con này cho em mã số là 646 size S 120. 589 chốt chị Minh Huyền. 646 size S lấy con đấy 120.000, mã số 646 nha đây. Lót lông lấy con này của em, mới lót lông này. Lót lông size M lấy con này. Con này dưới 55 cân đổ về lấy con này của em mọi người nhá, size M đã đây. Mà size M lấy con này chị ơi. 55 chị Nguyễn Thị Hạnh. Đây. 55 cân đổ về, các chị lấy con này dưới 55 cân đổ về mọi người nhá. Rồi bán con này mọi người với cái mức giá là, con này bán mọi người với giá là 120, mã số em này là 913 này, mã 913 này, con này 120 nó lót lông nhưng kiểu nó không quá là dày ý mọi người. Lót lông nhưng kiểu không quá dày quá đâu. Con này của em size vậy là người sẽ mặc size 52 cân đổ về lấy con này nhá đây, đẹp nhỉ. 47 48 cân ạ, dưới 52 cân quay đầu về lấy con này, 120 mã 796 ạ. 913 chị Thanh Hằng. 796 120. 796 120, con này hàng của Aldo, lót lông bên trong của nam này, nam dưới 60 cân nhá chị ơi. Nam này từ, con này nam sẽ mặc đẹp hơn nhá.
55 cân để dưới 60 cân đổ về của nam lấy con này. Em này bán mọi người với cái mức giá là con này 150 ạ, mắt số em này 572, con này lót lông khá là dày chị nhá đây. 572 150 ạ. 572 lấy con đấy 150 cho em mọi người nhá. Rồi của nữ này. 76 cho chị Thanh Thảo. 47 48 cân dưới 52 cân chị ơi, lấy con này 52 cân đổ về mặc đẹp. 52 cân đổ về mọi người nhá. 150 để lại con này cho em, mắt số em này là 707. 72 cho chị Hạnh Nguyễn. 707 150 ạ. 707 lấy con đấy 150, mắt số 707 ra đấy. Chị Hạnh Nguyễn cho xong cho em địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Con này lót lông dành cho chị nào size của em này mọi người sẽ mặc cho em size M này, con này đây. Đây. Size M. Chị Huệ Tổ. Đây chị ơi. Dưới 55 cân đổ về mặc M lấy con này mọi người, size M ra đây chị ơi. 55 cân đổ về lấy con này của em mọi người nhá. Rồi bán con này mọi người 150, mắt số 827. Con này lót lông rất dày luôn. 827 150 nhá. 827 lấy con đấy ạ, 150 chị nào lấy con này mã 827. Size M lấy con này 55 cân đổ về con này đính đá mọi người, đính hạt này size M đây. Một con này đính hạt mặc M lấy con này các chị ơi, đây dưới 55 cân. Chị Thị Thúy Nguyễn. Dưới 55 cân đổ về các chị lấy con này của em mọi người nhá. Rồi con này bán mọi người với cái giá 150, mã số em này là 703, con màu đen này rất đẹp. 703 150 nhá. Cho xin để ví thôi. Con này size M này, con này 55 cân đổ về này, con này mặc M nhá chị ơi, mặc M đây ạ đây. Dưới 55 cân đổ về các chị lấy con này. Con này bán 120 thôi mà 567. 703 chị Nguyễn Thị Tuyết Lan. Màu xanh than này chị ơi, con này đẹp này. Con này cái chữ nó là như thế nhá, nó không phải bị lỗi nhá chị ơi đây. Ờ. Cái chữ nó là như thế, nó không phải bị lỗi nhá chị ơi. Nó không phải bị lỗi nhá. Con này có chị nào? Cho chị Hà Hường. 55 cân để dưới 60 cân đổ về lấy con này của em mọi người, con này đẹp đấy, đẹp quá. 55 cân ạ, để dưới 60 cân quay đầu về lấy con này của em mọi người nhá. Em này bán mọi người với giá là 150. Đây này chị ơi. Đẹp quá. 150 lấy con này, để lại con này cho em mã số là 680. 680 150. 680 lấy con đấy 150 cho em. Con này là một em lót lông ở bên trong dày cực kỳ, con này lót 60 cân quay đầu về này, con này siêu dày này chị ơi. Cực kỳ dày con này luôn mọi người nhá, đây. Đây, chị ơi. 55 cân để dưới 60 cân. Sao đã không chị cô níu. Dưới 60 cân quay đầu về này con này. 150 để lại con này cho em mã số 659, con này rất dày nhá. Siêu dày luôn. 659 150. Đây chị cho vất thôi. Rồi con này là một em nỉ, con này mỏng thôi, con này là của HM chị ạ. Một con nỉ, con này là của nam của HM này, con này khoảng từ là 70 cân, 75 cân nhá. Nỉ trần bông của HM. Đây. 70 75 cân đổ về. Chốt chị Tâm Lưu. 70 75 cân đổ về nhá. Con này lấy 120 thôi, mã số em là 679 ạ. 679 con này mỏng 120 này. 679 120 giúp em. Con màu hồng này dành cho chị nào mặc dưới 60 cân nhá chị ơi đây. Đẹp nhỉ đây, chị cực luôn. 55 cân để dưới 60 cân đổ về lấy con này. 679 chốt chị Anh Thi. 120 thôi, mắt số em này là 738 nhá. 738 con này bán con này 120 nhá chị ơi. 738 lấy con này 120. Con màu đen này, xem màu này, màu đen này rất đẹp nhá. Màu đen để cho nam mặc đấy ạ. 55 60 cân đổ về của nam nhá đây. Đẹp nhá đây. 55 cân để dưới 60 cân đổ về của nam này con này. Và con này với cái mức giá em này sẽ là 120 mã 765. 765 120. 738 chị Phương Phương. Size M này con này 52 53 cân đổ về lấy con này chị ơi. Đã mất mặc bán rồi chị ơi. 47 48 52 53 cân đổ về lấy con này nhá. Rồi 120.000 mã 766. 766 120 đây. Đá áo khách đây. 765 cho chị Hà Huyền. Con này còn có cổ màu cam cơ chị ơi, con này ở đây. Con này em lấy mọi người, con này mỏng thôi này. Con này 55 cân, 57 cân chị ơi, đẹp này. 765 chị ơi. 55 cân, 57 cân đổ về lấy con này. Chị Hạnh Nguyễn chuyển khoản cho tôi để được trước tiếp ạ. 100.000. 100.000 mã số em này là 758 100.000 chị ơi, đẹp quá. 758 100.000 lấy con này, 758 100. 758 100.000 lấy con này mã 758 100. Con này dành cho chị nào, con này quả tổ là từ 55 cân đến dưới 60 cân đổ về lấy con này. Chị ơi con này đẹp này này. 55 cân đến dưới 60 cân quay đầu về các chị lấy con này của em mọi người nhá. Và con này với cái
Mức giá có thể bán 120 đi, mã số 505. 505 120. 505 lấy con này 120.000. Một con nỉ cho con này rất đẹp, con này thấy có chị nào mặc cho con này dưới 60 cân này đấy. Chị Ngân Nguyễn. 55 dưới 60 cân ạ, đây chị có đẹp quá. Dưới 60 cân quay đầu về. Chào sóc xin thêm. Dưới 60 cân đổ về lấy con này 120 đâu, mắt số 854 120. 854 120 nhá. Rồi size M lấy con này dưới 55 cân đổ về con này bên trong là mỏng nó không dày đâu nhá. Size M đấy ạ, dưới 55 cân đổ về lấy con này 120.000, mắt số 800. 120.000 lấy con đấy, để lại con đấy chạy mắt số 800 lấy con đấy. 854 chị Hương Cún. Đằng sau có chữ này. Dưới 60 cân đổ về lấy con này mọi người nhá. 55 dưới 60 cân đổ về lấy con này nỉ dài nhá, 150 này. 150.000 lấy con này mã số 664 150. 55 dưới 60 cân đổ về lấy con này 664 150 ạ. 150 lấy con này mã số 664 đây. Con này kiểu dáng tay cánh rơi rất đẹp, free size dưới 60 cân đổ về lấy con này đây chị ơi, đây. Đẹp đấy đây. Con này free size nhá. Dưới 60 cân quay đầu về mọi người lấy con này. Cái này bán mọi người với cái mức giá con này đó là 150, mức số 729 ạ. 729 150 này. 729 150. Màu đỏ rượu vang, con này hàng của Champion rất đẹp, 60 65 cân mặc LXL chị đây. Đẹp nhỉ? 60 cân để dưới 65 cân đổ về lấy con này của em mọi người nhá. 150 để lại con này cho em, mã số em này là 727 150 này. Chị Nguyễn Hằng chăm sóc xin thêm số làm gì chị nhà. Bên em dừng chốt chị Nguyễn Hằng rồi đấy ạ. Con này size này mọi người mặc đẹp đấy, con này đẹp quá chị ơi. Con này là dài có chị nào mặc cho em này khoảng từ 55 cân 53 cân đổ về thôi. 47 48 cân dưới 53 cân. Cho chị Lan Đỗ. 53 cân quay đầu về lấy con này. 120 thôi, mã số em này là 751. 751 120. 751 lấy con đấy 120. Ở đây này, đẹp quá. Con này dành có chị nào mặc, con này có dây rút ở bên dưới, dưới 60 cân quay đầu về lấy con này đây chị ơi này. 55 cân để dưới 60 cân quay đầu về các chị lấy con này nhá. Con này bán mọi người là 150, mắt số 529, con này rất dày luôn. 529 dưới 60 cân 150. 75 chị Thanh Thảo. Con này mỏng luôn này chị này. 60 cân quay đầu về cho mọi người nhá. 57 cân này, đến dưới 60 cân đổ về các chị lấy con này. Con này bán 120. 120.000 mã em này là mã số là 763 120. 763 120. Con này là của Nam và Mick của Sumi này chị. Nam Mick của Sumi con này phải 80 cân của Nam vẫn à, con này 75 cân. 70 75 cân đổ về của Nam này, con này rất đẹp, Mick của Sumi Nam nhá. Dưới 75 cân đổ về của Nam 150 mã số là 757. 757 con này 150. 763 chị Diễn Phùng. 757 con này 150. Nữ size 50 cân 52 cân đổ về lấy con này đẹp quá chịu đây. 47 48 cân ạ, đến dưới 52 cân đổ về con này, dưới 52 cân. Chốt chị rắn béo. 52 cân đổ về của nữ cho em. Các em báo mọi người với cái mức giá là 150, mức số 624. Này lót cái này dày nhá, dày nhá. 624 150. Con này dày có chị nào mặc 60 65 cân này tự xem là con nào. Chị Hà Vũ à, với tất cả nhân địa chỉ chị. Con này để nữ mặc đẹp đấy. Màu này là 60 65 cân. 60 cân 65 cân đổ về của nữ mọi người lấy con này của em mọi người nhá. Con này báo mọi người với cái giá 120 đôi mắt số 588 nhỉ ra cá. 624 chị Ngân Tạ. 588 120 nhá. Con này dài có chị nào cũng vậy ạ, 60 65 cân đổ về nhỉ ra cá cho em mọi người nhá. Con này đẹp này chị ơi. 60 cân 65 cân đổ về con này nhỉ ra cá cho em mọi người nhá. Rồi bán con này với cái mức giá là 120.000 mã 756 120. 756 120 cho em nhá. Đỏ này size M cho em, con này đủ Nike này chị ơi. Lót lông hàng của Nike nhá. Lót lông Nike size M dưới 55 cân đổ về con này, 5557 cân đổ về cho em nhá. Rồi 150 mã số 508 ạ. 508 con này 150. 508. Sáu chị Diễn Phùng. Con màu đen này size M 55 cân này chị ơi. M. 756 Diễn Phùng. 55 cân đổ về lấy con này của em mọi người nhá. 100.000 mã 638 nhá. Chữ mặc giá nhá. 120. À 150 Nike 150. 508 chị Hồng Phú Phòng. Con này thấy có chị nào size M lấy con này đấy ạ, dưới 55 cân đổ về. 55 cân đổ về lấy con này 120, mắc số em này là 532 chứ không mắc giá. 120.000 lấy con này mã 523. 523 120. 523 120 này. Con này hàng hát con này size M 55 cân này chị ở đây. Màu xanh than, dưới 55 cân đổ về các chị lấy con này của em mọi người nha. 120 mã 739. Con này hai cái đôi cánh này xịn chưa? Size M lấy con này nhá chị ơi, con này 53 cân đổ 523 về. 523 cho chị Hạnh Nguyễn.
47 48 53 cân đổ về lấy con này 120. Mã số em này là mã số là 611. 611 120. 611 120 này. Con này là lót nghỉ bên trong. Thành Nguyễn Sơn lên số điện thoại địa chỉ. Size 53 cân đổ về. 638 chốt chị ạ. Tạ nha. 47 48 53 cân đổ về lót nỉ bên trong nhá, nỉ nhung nhá. 120 mã số là 637. 739 chị rắn béo. 637 trăm hai. Thành mới tâm lên số điện thoại địa chỉ ạ. Nỉ da cá size 50 cân đổ về chị ơi. Đây này. Nỉ da cá size 45 cân đến dưới 50 cân đổ về các chị lấy con này. Em này báo mọi người 120 mã số 868. 868 120 mặc ép. Bomber này chị ơi, mặc mờ một em áo bomber rất đẹp với 55 cân ạ. 637 cho chị Nguyễn Phương. 55 cân đổ về là con bomber này của em mọi người nhá. Rồi báo con này mọi người với giá là 150 mã số là 814 ạ. 814 150. 814 150 cho em nhá. 868 chị Nguyễn Thảo Nguyên. Unipilo này mọi người, con Unipilo này đẹp này. Unipilo người ta đánh là L, các chị mặc lên con này khoảng từ 5557 cân thôi nhá. 5557 con Unipilo lấy con này. 100.000 mã 526. 526 100. 526 lấy con này 100. Cái gì? 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 Cái 50 cân dưới 55 cân đổ về lấy con này. 120 mã số 626. 626 120. Áo này là con này là của HM nhưng mà con này sẽ là cho nam mặc nha. Nam nữ đều mặc được, nếu mà là nam thì mặc cho em dưới 68 cân, nữ dưới 65 cân. Nữ dưới 65 cân, nam dưới 68 cân đổ về nhá mọi người ơi. Các em báo mọi người đúng 120 đâu này, mã số ra 691. 691 120, con này là di lê nhỉ của HM. Con này dành cho chị nào và con này sẽ là 526 chị Việt Kiển. Nam dưới 70, nam dưới 65 68 cân nhá. Nam dưới 68 cân đổ về của nam này. Rồi 120 mã số 604. 691 chị Thùy Phạm. 604 120. Đây. Size M lấy con này 55 cân đổ về, màu này sẽ màu trắng rồi, màu trắng. Con này màu kiểu màu ghi mọi người, size M lấy con này. Dưới 55 cân đổ về lấy con này mọi người nhá. 100.000 mã 607. 607 100. Size 53 cân đổ về, các chị lấy con này mọi người, con này đẹp đấy đây. 47 48 cân size 53 cân đổ về con này. 100.000 mã 857 100. Màu xanh chị ơi. 857 100 lấy con đấy. 607 cho chị Việt Kiển. Màu xanh này trên dưới 60 cân đổ về cho cái ghế đi thôi. Ok. 55 cân để dưới 60 cân đổ về của nữ. 857 cho chị Tâm An. 120 mã 501. 501 120. Các chị ơi, bây giờ ở đây em sẽ có vài khoảng độ 604 cho chị Mai Hương. Ở đây em có khoảng độ là 20 cái, tầm 20 cái nó bị lỗi một xíu. Nó sẽ bị lỗi một xíu nhỏ nhưng mà vẫn mặc được và cái phần lỗi của nó không đáng kể. Nên là em sẽ để cho mọi người bán 60 đúng không? Đây này chị ơi, tất cả những em áo bây giờ nhá, có mấy cái con áo bây giờ đây này, nó sẽ bị lỗi một tí có nhá. Em đã kiểm và lọc lỗi rồi. Và cái lỗi này của nó chỉ còn là một tí xíu thôi mà cái lỗi nó không đáng kể, đồng giá 60.000 nhá. Chị nào lấy được thì lấy nhá, được chưa? Cái này là mấy con cuối này sẽ là lỗi. Nhưng mà lỗi của nó chỉ lỗi không đáng kể một tí xíu thôi. Em đã lọc lỗi rồi, con nào lỗi nặng quá em phải vứt đi rồi. Và những con này là lỗi rất là nhẹ luôn, 60.000 nhá. Rồi size M 55 cân đổ về, con này bị đằng sau một tí này. Không nhìn thấy đúng không? Không nhìn thấy luôn. Và size M này con này của em mọi người nhá. Dưới 55 cân đổ về lấy con này 60.000, mã số em này là 802, em fix lỗi luôn 60.000 hết luôn. 802 60.000. 802 này con này 60, lỗi thì rất là nhỏ nên là em vẫn bán nhá. Còn lỗi to quá là em mới không bán, còn lỗi mà nhỏ quá thì ok, không sao cả. Được chưa? Toàn những con hàng hãng hàng hiệu thôi. Toàn những con hàng hãng hiệu rất nhiều này, ví dụ con này còn nguyên tác này nhưng mà nó bị lỗi chứ ạ. Fix lỗi nha con ạ. Một em màu hồng con này lỗi bẩn một tí này, 60 cân đổ về con này chị đây, đẹp không? 60 cân để dưới 65 cân đổ về, các chị lấy con này mặc LXL thoải mái con này. 60.000 mã số em này là mã số 675, fix lỗi luôn này. 675 60.000 cho em. Toàn những con đẹp dã man luôn nhưng mà nó bị lỗi nhỏ thôi. Cái này là lỗi nhỏ không có vấn đề gì, không ảnh hưởng gì nhá. Con này là các chị nào mặc size này mọi người sẽ mặc size M crop top màu trắng này chị ơi. 53 cân quay đầu về, các chị lấy con này mặc M nhá. Dưới 53 cân đổ về là mặc đẹp con này đâu chị ơi. Con này bán mọi người về giá 60.000 mã 934 60. 934 lấy con này 60.000 em ạ. Mã hàng thì shop sẽ inbox cho mình mã đấy đấy chị ơi. Một con nỉ da cá của Nike size 53 cân đổ về màu trắng chị này. Nike cho em này đây. 47 48 cân để size 53 rồi đây này. Con này ví dụ như con này em ví dụ nha, nó bị trắng. 934 chị Nguyễn Hạnh. Một chấm bẩn mà cái đầu đũa ở đây, một tí một chấm bé xíu bằng cái đầu đũa luôn.
mà nó quy vào lỗi rồi đấy, nên là lỗi nó bảo em bảo rồi, nó không đáng kể một tí nào luôn. Size 53 cân quay đầu về lấy con này 150, à nhầm 60.000. Mã số em này là 60.000. Em này là số 912. 912 60.000 cho em nhá. Nỉ ra cá này chị ơi, đẹp quá. Size M đấy, con này em còn chả nhìn thấy lỗi ở đâu cơ chị ạ. Mặc M này, con này nó bị ấp màu ở tay. Size M 55 cân ạ. À. Đây, xem chưa. 55 cân quay đầu về, các chị lấy con này 60.000, mã 689 ạ. Con 2 chị Lan đỗ 689, 60 nhiều khi không thấy lỗi đâu luôn các chị ạ. Tại vì lỗi của nó rất là nhỏ luôn, tí xíu luôn mọi người ạ. Con này nó là một em hàng hiệu của Champion này. Size M này chị ơi, đẹp chưa. Champion size M 55 cân nhá. Đấy chị ơi, dưới 55 cân quay đầu về Champion mặc size M cho em luôn. 60.000, mã số 903. 903 này 60.000 cho em. Ủa dồi, con này đẹp chưa chị? Trang Phạm Hồng đẹp không? 60 cân đổ về là con màu trắng này. Đấy, em còn không nhìn thấy cái lỗi đâu. 60 cân đổ về, nhưng mà chắc chắn là cái lô cuối này là kiểu lỗi là nó đã có lỗi rồi. Đã có lỗi rồi. Dí với cả lỗi. Đã có lỗi rồi, nhưng mà kiểu cái lỗi của nó rất là nhỏ luôn mọi người nhớ đây. Dưới 60 cân để nó nhiều quá, lưỡi bị dí hết cả vào rồi. Đây, 60 cân đổ về lấy con này của em mọi người nhá. ML lấy con này ok 60.000. Màu trắng mắt sữa em này 870 60.000. 870 60.000 cho em nhá. 870 60.000 lấy con đấy. Chị Hoa Phù Du. Con này mặc size M 55 cân, nỉ lót lông rất dày và rất đẹp. Con này luôn đẹp này chị ơi. Hay M ấy. Dưới 55 cân đổ về lấy con này các chị ơi. 60.000 mã 916. 916 này 60.000 cho em mọi người nhá. Hương Vũ à? 916 60.000 cho em. 55 con này 60 cân đổ về free size dưới 60 cân này đây chị ơi. Dưới 60 cân quay đầu về con này, bán con này với cái mức giá là 60.000, mã số 690 đây chị ơi. 60.000 lấy con này mã số 690. 60.000 lấy con này mã số 690, 60.000 đây. Một con này nữa cho em ở đây. Size M này, con này của em màu xanh là rất đẹp, mặc M này. Size M này con này 55 cân chị ở đây. Mặc M 55 cân đổ về. Đây 60.000 con này. 60.000 em này mãi là 917. 917 60, những con này sẽ bị lỗi nhưng mà lỗi rất là nhỏ luôn nên là không có vấn đề gì nhá. Đây. Con này của em lót lông này size M chị ơi, 55 cân đến dưới 57 cân đổ về, con này đây đẹp quá này. 55 cân này dưới 57 cân đổ về lấy con này của em mọi người nhá. Con này bán mọi người với cái mức giá là 60.000, mã 867. 867 60. Cổ lọ màu trắng size M này chị ơi. Cô Níu cho được nhiều rồi ạ. Chị chuyển khoản xong rồi. 55 cân đổ về lấy con này nhá. Đây size M này chị ơi. Size M 7 cho chị Trang Huyền. Dưới 55 cân đổ về lấy con này. Con này bán mọi người với mức giá là 60.000, mã 811. 811 này 60 nhá. Ôi con này đẹp thế các chị ơi này. Lót lông bên trong, lót nỉ lông bên trong lấy con này đây chị ơi này. Con này này có chị nào dưới 60 cân đổ về lấy con này mọi người đây. 55 cân 60 cân ạ. Dưới 60 cân đổ về các chị lấy con này nhá. Dưới 60 cân đổ về lấy con này. Các chị ơi bán con này với cái mức giá là 60.000, mã 861. 861 này 60 nhá. 861 60.000 lấy con đấy của em ở đây. Một con này nữa này, dưới có chị nào con này dưới 5758 cân, con này lót lông chị ơi. 5758 cân quay đầu về con này 60.000, mã 808 ạ. 808 60. Thanh Thúy Trần. 808 60.000 nhá. Chị Thanh Thúy Trần cho shop nhân địa chỉ ạ. Một con này là 808 cho chị VHT Thu. Size 55 cân đổ về lấy con này. 50 55 cân đổ về các chị lấy con này cho em mọi người nhá. Và con này với giá 60.000, mã của em này chị nào lấy cho tôi cho em mã số là 71960. 719 này 60.000 cho em. Một này sẽ là màu tím này chị ơi, màu tím này. Màu tím này 55 cân đến dưới 60 cân được nhá. 55 60 cân đổ về màu tím 60.000, mã số 909. 909 60.000. 60 cân đổ về lấy con này đẹp quá chị ơi, màu bê bê. 719 cho chị Việt Kiển. Đây. Dưới 60 cân đổ về lấy con này cho em nhá. 60.000 mã 918 ạ. 918 60. 909 cho chị Thúy Lùn. Con này rất đẹp luôn nhưng mà bị quy vào trong lỗi. Chị Thúy Lùn cho xong nhân địa chỉ ạ. À.
Ui dồi ôi, con này bị bẩn một tay một tí ở đây chị này, đây này. Bẩn một tí xíu rồi. Con này đẹp thế. 60 cân đổ về con này nhá. Con này đẹp nhỉ? 55 60 cân đổ về 60.000 mà 838. 838 60. Con này xịn đẹp quá chị ơi, con này bị lỗi một chấm là nhỏ bằng cái đầu đũa thôi. 838 60.000. Mặc size M, con này mặc cho em 55 cân đổ về con này. Màu hồng tím đấy chị này, hồng tím size M. Hồng tím này mặc M cho em nhá, đây dưới 55 cân chị ơi. 55 cân đổ về con này. Dưới 55 cân đổ về con này nhá. 60.000 mã 930. 930 60.000 nhá. Màu vàng này. 55 60 cân đổ về này con này chị ơi, con này đẹp này đây. 55 cân để dưới 60 cân đổ về con màu vàng này, 60.000 mã 904. 904 60. 904 60.000 nhá. Màu xanh cô ba này các chị ơi đây. Con xanh cô ba này dành cho chị nào, con này mặc con này là của nam rồi, nam 80 cân. Nam khoảng 80 cân nhá. Nam khoảng 80 cân lấy con này của em mọi người nhá đây. Và con này với cái mức giá là 904 chị Bích Trâm. Tạm 60.000 con này. Nam 80 cân đổ về 60.000, mã số em này là 824. 824 60.000 đây, mã số 824. Một em con này là một em hàng hiệu của HM cho em, size M này chị ơi. Hiệu HM size M 55 cân nhá. Dưới 55 cân đổ về lấy con này 60.000 mã 803. 803 60.000 lỗ nhá. 824 chị Thanh Thúy Trần. Đấy em fix lỗ rồi nên về các chị không thắc mắc nhá. Mà size M 55 cân nó giống như một em cao gì gần. Thanh Thúy Trần xong tên địa chỉ đi ạ. Mà size M này con này 55 cân đổ về nó giống như một em cao gì gần luôn. Cái này báo mọi người với cái mức giá là 60.000. Chị Kim Tuyến Đinh. 872 này 60.000 này chị ơi. 872 60.000. Con này là một em Kenzo rất đẹp luôn, size M này 55 cân chị ơi đây. Kenzo size M 55 cân ạ đây, đẹp nhỉ. Dưới 55 cân đổ về các chị lấy con này của em mọi người nhá. Con này báo mọi người với cái mức giá là 60.000 mà 609 ạ. 609 hay 60. 609 lấy con này 60.000 mọi người nhá đây. Một con này nữa này, con này là một em màu vàng size M 55 cân này, chị màu vàng đi mặc màu. Màu vàng size M lấy con này dưới 55 cân đổ về lấy con này. Con này bán 60.000 mà 801. 609 chị bé ra. 801 60.000 lấy con đấy đây. Con này của em mọi người nhá, con này dành cho chị nào 60 65 cân mặc LXL này chị đây. 60 65 cân ạ. 60 cân để dưới 65 cân đổ về size LXL mọi người lấy con này. Bán đây này với cái mức giá là 60.000 mã 636. 636 60. 872 chị Trần Mai. Con này nó là một em của Nike Anta nhá, Anta nó là một dòng thể thao. Rất đẹp luôn này chị này, Anta này là của Nam. Một cho chị Lan Anh Lê. Nam dưới 68 cân nhá. Anta của Nam dưới 68 cân đổ về 60.000 mã 852. 852 60. Con này là một em hàng của Zara xịn Make in Bangladesh luôn. Đây này Zara này chị ơi. Zara này có chị nào mặc size M 60 luôn. 55 60 cân ạ. À. 55 60 cân đổ về hàng hiệu của Zara mọi người nhá, 60.000. 60.000 lấy em này, để lại con này cho em mã số là 653 60.000. 653 này 60.000 cho em mã số 653 60.000 nhá đây. Một em này nữa cho em này, con này free size dưới 60 cân. Chị Dung Hòa. Quá đẹp nhá. Free size này con này 60 cân quay đầu về các chị lấy con này 60.000 mã 901. 901 60. Ôi em có một con này nó bị rơi xuống dưới đất này. Con này mà size này mọi người sẽ là của Nam nhá. Tôi xem nào. Con này của Nam, Nam dưới 68 cân của Nam, lót lông bên trong rất dày này đây. 65 68 cân đổ về của Nam, nhưng mà con này sẽ bán chứ không có là... Lan Anh Lê. Con này bán 120 nhá, 120.000 mà 683 nó lấn một con bên dưới này nó rơi. Nó rơi nhá. 120 nhá. Con này một em của Gucci size M 55 cân này bị lỗi một tí mặc M. Dưới 55 cân đổ về lấy con này của em mọi người nhá. 60.000 mã số em này là 639 ạ. 639 hay 60. 639 lấy con này 60.000 cho em mã số 639 nhá. Lông này. 639 60.000 lấy con đấy. Một con này nữa này size M lấy con này 55 cân nhá chị ơi. 55 cân 56 cân này. 55 56 cân đổ về các chị lấy con này nhá. Bán đây này với cái mức giá là 60.000 mã số 669. 669 60. Con này bị ấp màu đằng sau một tí nhưng mà không đáng kể luôn. Cái màu ấp của nó lại đồng màu với cả cái màu áo cơ. Con này của em mọi người nhá đây. 60 cân đổ về 60 65 cân. 60 65 cân thoải mái con này 60.000 mã 918. 918 60.000 cho em. 918 60.
Size M này, con này dưới 55 cân chị ơi, em mặc M đấy ạ. Dưới 55 cân. Chị bé Phương. 55 cân đổ về lấy con này lỗ một tí. 60.000 mã 818. 818 này, con này 60.000 cho em mã số 818. Crop top size M này chị ơi. Crop top mặc M này, con này 55 cân. Dưới 55 cân đổ về lấy con này của em mọi người nhá. 60.000 mã 734. 734 này 60 này. 734 60.000. Hoa bùi. Size M này, con này 55 cân đổ về, chị ơi mặc M lại đây, size M nhá. Dưới 55 cân đổ về các chị lấy con này của em 60.000 mã này là mã 790. 790 60 nhá. 790 lấy con này 60.000, chị nào lấy con này chốt đơn 790 Puma này chị ơi. Puma size M 55 cân lại đây. Cho chị Bích Trâm. Size 55 cân đổ về Puma con này rất đẹp luôn, 60.000 mã số 920, bị lỗi một tí nhá. Em chẳng biết là nó lỗi đâu rồi chị ạ. 60.000 lấy con này. Mã số em này chị nào lấy chốt đơn 920. Ở đây là cái bọc lỗi nên là con nào trong cái bọc lỗi em hết lỗi hết luôn. Mà em đã kiểm được mọi người nhá. 5557 cân này chị ơi. Cho chị việc kiểm. 55 cân để dưới 57 cân đổ về màu xanh. Xanh dương nhạt mọi người nhá. Cái này bán mọi người là 60.000 nhá. 60.000 lấy con này mã 902. 902 này 60. Gucci này. 902 không cho chị Loan Nguyễn không giống. Đẹp quá chị ơi. Con này của Nam nhá mọi người ạ. Nam dưới 70 cân. Nam 68 70 cân ạ. Nam dưới 70 cân quay đầu về lấy con này nhá. 60.000 mã 692. Chuẩn bị hết rồi mọi người ạ. Còn khoảng độ 5 6 con nữa thôi. Hàng Polo Sport này đẹp này. Size M 55 cân con này áo của Polo nhá. Hàng giả hàng mẫu toàn là những con hàng hiệu hàng hãng thôi. Size M 55 cân đổ về lấy con này. 902 chị Hiền Nguyễn. 60.000 mã 810. 810 60. Con này dành cho chị là mặc M 55 cân. Chị Hiền Nguyễn xong em kìa chị ạ. 692 chị Hoa Thảo. Size M 55 cân ạ. Size M lấy con này dưới 55 cân đổ về lấy con này. 60.000 mã số 900. 60.000 lấy con này mã 900 ạ. Mã 900 60.000 nhá. Size M lấy con này 55 cân. Kim Tuyến Đinh. Đây chị ơi, mặc M đây ạ. Mặc size M lấy con này dưới 55 cân đổ về mọi người lấy con này. Cái này bán 60.000 mã 911 lấy con này. 911 60. 911 lấy con này 60.000 trên mã số 911. 900 cho chị Hoàng Ngọc Ánh. 55 60 cân đổ về lấy con này cho em mọi người, con này đẹp này chị ơi. 55 cân để dưới 60 cân quay đầu về lấy con này. 60.000 mã số em là 90910. 910 này 60. 911 chị Kim Tuyến Đinh. Đây. Con này nữa của em mọi người nha, đây 55 cân để dưới 60 cân đổ về lấy con này đẹp về đây thôi. 55 dưới 60 cân. 55 cân ạ, để dưới 60 cân quay đầu về các chị lấy con này dưới 60 cân đổ về mọi người nhá. Tôi bán con này với cái mức giá 60.000, mã số em là 634 này, màu vàng đẹp quá. Nhưng mà con này bị lỗ một tí mọi người. 634 60. Đây. Có màu trắng này mà size M 55 cân này chị, màu trắng này nhá. Màu trắng mà size M này, con này dưới 55 cân đổ về các chị lấy con này. Chị Hồng Vân. Cái này bán mọi người với cái mức giá 60.000, mã 633. Nó con này nó là hết nha mọi người ơi. Nó con này là nỉ xốp này, nó con này hết nhá, hết áo nhá. 60 cân quay đầu về lấy con này size L 57 60 cân ạ. 57 60 cân quay đầu về 60.000, để lại con này cho em mã số là 813 60. 813 60.000 nhá. Hết rồi chị ơi. 633 chị Chu. 813 60.000. Hết nhá các chị ơi. Ca sau của em thì sẽ có giải một lớp và vest. Áo vest à, có sẽ có áo áo dạ em lông kiều một lớp và áo vest mọi người nhá. Bây giờ hết rồi, các chị nghỉ live 12 giờ em về nhá mọi người nhá. Ba chốt chị Hoàng Ngọc Ánh. Em nghỉ live mọi người ơi. Rồi, các chị ơi. À, đợi đến 11 rưỡi à 12 giờ các chị phải vào nhá.